chương 1 Khải Minh Trung học 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ song nhìn cảnh tượng trước mắt, đến hiện tại đều vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngồi ở nàng phía trước chính là cao tam học sinh, mình hiện nay đang đứng ở một cái cao trung trong trường học, nhưng mà ở trước 5 phút mình còn ở đi trở về ký túc xá trên đường. Ai biết chân cái kế tiếp hố đen liền đem mình đưa đến cái này cái gọi là trò chơi phó bản. Nàng ngẩng đầu xem hướng mình tả thượng dắt một mảnh không khí, nơi này chỉ có nàng mình mới có thể nhìn thấy trò chơi giới, trò chơi giới có liên quan với nàng cá nhân tư liệu, thế nhưng Dĩ Song không biết trò chơi này có hay không xuất hiện vấn đề, không phải vậy tại sao ở giới thượng biểu hiện mình chủng loại lại là? Nàng không biết là chỉ có mình như vậy, vẫn có cái gì chỗ kỳ lạ, hiện tại mình không chỉ có phải nghĩ biện pháp và những người khác đồng thời qua cửa cái này phó bản còn phải hiểu rõ những người khác trò chơi giới trung có quan hệ chủng loại tin tức. Len Ken Len Ken, chuông tan học vang lên, ngồi ở dĩ song phía sau hai hàng một người nữ sinh đứng lên đến, đi tới dĩ song phía sau, vỗ nhẹ bờ vai của nàng, đây là cùng dĩ song đồng thời đi vào phó bản đồng bạn chi, chút như ý. Dĩ song nhìn về phía chút như ý biểu hiện mang theo một tia mê mang, dù sao đây là mình trận đầu phó bản, đến cùng là tình huống thế nào nàng tịnh không rõ ràng lắm đã biết tin tức bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp người khác cũng không có nói bao nhiêu nàng đứng lên đến đi theo chút như ý phía sau đi tới một chỗ hơi hơi khá là yên lặng góc nhìn dĩ song bé ngoan xảo xảo dáng vẻ chút như ý trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn mình đây là người thứ ba phó bản tưởng trước mắt lần thứ nhất tiếp xúc phó bản nhưng khéo léo như thế người mới đã rất hiếm thấy ta biết ngươi hiện ở trong lòng rất đa nghi hoặc thừa dịp thời gian này ngươi có cái gì mau mau hỏi đi hỏi rõ ràng chúng ta cũng hảo đồng thời qua cửa. Tan học thời gian chỉ có ngăn ngắn 10 phút, chút như ý dự định trước tiên giải quyết người mới vấn đề. Nghe được chút như ý nói như vậy, dĩ song đầu óc trong nháy mắt liền lung lay lên, mình xác thực rất nhiều không hiểu địa phương. Tại sao ta hội đi tới nơi này? Không có tại sao, mỗi một cái đến người tới chỗ này cũng giống như tùy cơ chọn nhất dạng, không có quy luật chút nào có thể nói. Làm sao qua cửa cái này cái gọi là trò chơi phó bản? Nếu không biết tại sao mình đi tới nơi này, vậy thì tìm đến ly khai nơi này phương pháp." Chúc Như Ý nhìn Dĩ Song một chút, trả lời nói: "Tìm tới phó bản tồn tại nguyên, giải quyết nó là được." "Nguyên?" Dĩ Song đang muốn hỏi cái gì là nguyên thời điểm, Chúc Như Ý cũng đã mình cho nàng giải thích lên. "Mỗi cái phó bản hội có quỷ quái, thế nhưng phó bản tồn tại là có căn nguyên." chỉ có giải quyết đi cái này căn nguyên phó bản thế giới mới hội biến mất, chúng ta cũng là qua cửa. Bằng vào chúng ta hiện tại là muốn tìm được trước nguyên là cái gì? Đúng. Dĩ song lục lục tự tục hỏi mấy vấn đề, biết được không ít tin tức, đặc biệt biết qua cửa phó bản sau bọn họ là có thể trở về đến thế giới hiện thực thời điểm, nàng vẫn là thở vào nhẹ nhõm. Dù cho khả năng mấy ngày sau lại muốn tiến hành lần thứ hai phó bản, thế nhưng có thể trở lại hiện thực vẫn là rất tốt đẹp ngươi còn có vấn đề gì không nhanh hơn khóa chúng ta bị sắp xếp thành học sinh tốt nhất vẫn là dựa theo dáng vẻ học sinh làm việc chúc như ý nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình đã qua chín phần chung còn có một phút bọn họ liền phải đi về đi học dĩ xong suy tư một hồi hỏi một vấn đề cuối cùng trò chơi giới cá nhân bản là chúng ta hiện nay thân phận tin tức sao nói thí dụ như chủng loại thân cao cái gì chúc như ý gật gù trả lời nói. Không sai, bản thượng ghi chép đều là hiện nay tin tức cá nhân, đương nhiên nếu như ngươi nắm giữ năng lực sau, năng lực tin tức sẽ chưa từng biến thành tin tức cặn kẽ, thậm chí bởi vì năng lực thân cao bị thay đổi, thân cao này một cục tin tức cũng sẽ thay đổi. Đương nhiên có vài thứ là sẽ không thay đổi, nói thí dụ như chủng loại đều là nhân loại, dù cho ngươi bởi vì năng lực đã biến thành một con mèo, ngươi chủng loại vẫn như cũ là nhân loại. Dĩ song nghiêm túc nghe chút như ý nói, biết được bọn họ chủng loại một cuộc đều là nhân loại thời điểm, trong lòng một trận mê mang, nếu đều là nhân loại, tại sao mình nhưng là ba cái dấu chấm hỏi. Nàng không giác đắc mình có cái gì ẩn dấu thuộc tính, từ nhỏ đến lớn chính mình cũng là một cái rất phổ thông hài tử, khả năng tối không phổ thông chính là tên của chính mình, mình là họ kép, một cái rất hiếm thấy họ kép, nàng họ đại đình, tên dĩ song. Nhưng mà ở nàng bản thượng, ghi chép họ tên nhưng là Đại Đình Thức Dĩ Song, Đại Đình Dĩ Song cùng Đại Đình Thức Dĩ Song, hai người nhìn tuy rằng không có khác biệt lớn, thế nhưng Dĩ Song luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Nàng đem sự nghi ngờ này dằn xuống đáy lòng dưới, cùng chút như ý đồng thời trở lại phòng học. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, còn có bốn người, nhưng mà ở tiến vào phó bản trong nháy mắt, bọn họ liền không biết bị phân ở nơi nào, cư chút như ý từng nói, mỗi lần phó bản đều sẽ an bài thân phận khác nhau nhân vật. Dĩ song nhìn một chút ở trên bàn bày sách giáo khoa, lần này nàng cùng chút như ý là học sinh, như vậy còn lại bốn người đâu. Trước cuộc đến buổi trưa tan học, dĩ song bọn họ vị trí Khải Minh Trung học là một khu nhà đóng kín thức trường học, hết thảy học sinh đều phải ở giáo dừng chân. Nàng cùng chút như ý cùng đi căng tin sau khi cơm nước xong trở về đến túc xá của mình Trung. Ký túc xá là một cái sáu người, ở trở lại ký túc xá trước, chút như ý cố ý cùng dĩ xong đã nói, làm cho nàng ở trong túc xá hỏi thăm một chút tin tức tương quan. Hiện nay hệ thống chỉ ở mới vừa gia nhập phó bản thời điểm cung cấp một đoạn ngắn tin tức. Khải Minh Trung học đã liên tục hai cái học sinh nhảy lầu tự sát, tự sát nguyên nhân không rõ, này dẫn đến trong trường học bộ nghị luận sôi nổi, có học sinh cùng lão sư đối với tình huống như thế cảm thấy vô cùng sợ sệt. Chỉ có một câu nói, dĩ xong nhiều lần nhìn câu nói này nhiều lần, rốt cục phẩm ra một chút ý tứ. Học sinh tự sát nguyên nhân không rõ, này cũng đã là rất kỳ quái. Nói như vậy, học sinh tự sát đơn giản mấy cái nguyên nhân, hoặc là bởi vì thành tích, hoặc là là ở trong trường học chịu đến mắc nạt. Nếu như này đều không phải thoại, vậy cũng chỉ có thể nói này trường học còn phát sinh một chút bí mật không muốn người biết. Dĩ song nằm ở ký túc xá trên giường, chu vi xá hữu đều mới từ phản xá trở về, thừa dịp thời cơ này, nàng tiến đến một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ hài tử bên người làm bộ bác quái dáng vẻ hỏi dò ta nghe nói trường này ra thật là lắm chuyện nhìn dĩ sông hiếu kỳ ánh mắt nữ hài thanh tú nhíu mày thành một cái mụn nhỏ nàng liếc nhìn một chút cái khác xá hữu nho nhỏ thanh cùng nàng nói ngươi nghe nói cái gì đó dĩ song chần chờ một chút hồi đáp nghe nói trường học này có hai người nhảy lầu chết rồi Nữ hài gật gù, dùng tay ngăn trở miệng mình, lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ nói rằng. Ta cùng ngươi giảng, chuyện này quả thật thật đáng sợ, liên tục hai người nhảy lầu, tự nguyền rủa nhất dạng. Nguyền rủa. Làm sao tự nguyền rủa kéo tới cùng đi? Hai người kia không hiểu ra sao liền nhảy lầu, cũng không ai biết tại sao, có người nói. Nữ hài dừng một chút, tiếp tục nói. Có người nói bọn họ là bị người nguyền rủa, cho nên mới phải liên tục nhảy lầu. Dĩ song đầu đầy dấu chấm hỏi, mình chỉ là muốn biết này hai học sinh nguyên nhân tử vong, lại không nghĩ rằng kéo tới cái gì nguyền rủa, nàng muốn tiếp tục hỏi thăm đi, thế nhưng nữ hài biết đến Đông Tây tịnh không nhiều. Chờ khi đến nọ trở lại phòng học thời điểm, dĩ song cùng chút như ý nói tới chuyện này, chút như ý sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Nguyền rủa sao? Lẽ nào thật sự thời điểm bởi vì nguyền rủa mới dẫn đến những người này tự sát? đột nhiên, dĩ song nghĩ đến một vấn đề, nàng hỏi. Trước ngươi nói gặp phải một ít phó bản là có quỷ quái, hiện nay cái này phó bản hay là cùng nguyền rũ có quan hệ, loại này linh dị sức mạnh chúng ta muốn làm sao chống lại. Dĩ song giác đắc mình chỉ là một người bình thường, vạn nhất thật đụng với những này, có thể không có thể sống sót chính là một cái vấn đề lớn nhất. Chút như ý vỗ vỗ dĩ song vai, đang định an ủi nàng thời điểm, một bóng người từ trước cửa sổ xẹt qua, tiếp theo dưới lầu truyền đến băng tiếng vang ngồi ở bên cửa sổ đồng học đưa đầu ra nhìn xuống nhất thời vang lên tiếng thét chói tai có người nhảy lầu chết rồi lại có người nhảy lầu dĩ song cùng chút như ý liếc mắt nhìn nhau vội vã chạy đến bên cửa sổ quả nhiên dưới lầu đã nằm một bộ đẫm máu thi thể đây là người thứ ba học sinh nhảy lầu tự sát dĩ song cảm thấy trước nữ hài nói nguyền rủa chuyện này hay là chính là thật sự không phải vậy một gian trường học tại sao liên tục có người nhảy lầu tự sát đâu? Khoảng cách thượng một học sinh nhảy lầu cũng không quá thời gian mấy ngày thôi. Một đám học sinh nằm ngoài bên cửa sổ, nghe đến việc này lão sư cũng mau mau trở lại phòng học, trấn an được trong lớp chấn kinh bọn học sinh, không bao lâu, cảnh sát cũng lại đây, mang đi học sinh thi thể. Chủ nhiệm lớp trước khi đi hậu, quay về trong lớp còn đang kinh hãi trung bọn học sinh nói, hiện nay trường học phát sinh rất nhiều chuyện. Có điều vẫn là hy vọng các bạn học rõ ràng một cái đạo lý, có vài thứ không nên nói cũng đừng nói, không phải vậy nói ra khỏi miệng tự gánh lấy hậu quả. Nói xong câu đó, cả lớp lại như nhấn tạm dừng kiện nhất dạng, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thế nhưng đương chủ nhiệm lớp sau khi rời đi, học được môn liền bắt đầu tất tất tốt tốt thảo luận lên. Nên chủ nhiệm lớp câu nói sau cùng không tên có loại âm trầm cảm giác, nàng bên cạnh ngồi cùng bàn nhìn thấy dĩ xong vẻ mặt lặng lẽ tiến tới, nói với nàng. Này đã là chủ nhiệm lớp lần thứ ba nói câu nói này. Dĩ song xoay đầu lại, nhìn bên cạnh nói chuyện nữ hài tử, nàng trên mặt mang theo một chút sợ hãi, một tia hiếu kỳ, thế nhưng không biết là không phải mình nhìn lầm, dĩ song cảm thấy tử ngồi cùng bàn trong mắt còn có một chút hưng phấn. Vì sao lại hưng phấn đâu? Không chỉ có là mình ngồi cùng bàn, bên người các bạn học đang bàn luận thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra loại này không bình thường tâm tình hưng phấn. Dĩ Song nhìn ngồi ở phía sau mình hai hàng chút Như Ý, lúc này chút Như Ý rõ ràng cũng phát hiện tình huống này, trong mắt chậm rãi nhiễm phải một tia nặng nề. Đợi đến tan học thời điểm, Dĩ Song mới vừa cùng chút Như Ý đi ra khỏi cửa, liền phát hiện đâm đầu đi tới hai học sinh, hai người kia chính là trước đồng thời mở ra phó bản ngoạn gia, Trương Chí Hào cùng đồng kỳ hai tên nam sinh. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, Bốn người ăn ý đi tới lớp học đỉnh cao nhất cửa thang gác, nơi đó cơ bản sẽ không có học sẽ tới, thích hợp bọn họ hảo hảo sửa sang một chút tâm tư. Các ngươi cũng phát hiện đi. Trước tiên nói ra chính là Trương Chí Hào cái này chơi đùa hai lần phó bản ngoạn gia. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đây là ta cuốn thứ hai thư, rốt cục có đại cương, quyển sách này ta hội hảo hảo để tâm viết, thương các ngươi. Chương 2 Khải Minh Trung học 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi là nói bọn họ thấy có người nhảy lầu sau sản sinh không tên hưng phấn sao Chút như ý quả nhiên là chơi đùa mấy tràng phó bản Đối với loại này chi tiết nhỏ nhìn ra rất là rõ ràng Đứng ở một bên đồng kỳ cùng dĩ song nhất dạng đều là người mới Hắn nhìn một chút trương chí hào Lại nhìn một chút chút như ý Cuối cùng quay về chút như ý vấn đạo Cái gì hưng phấn? nhìn thấy đồng kỳ hỏi chút như ý trương chí hào ánh mắt lóe lên một tia bất mãn mà đồng kỳ cũng giống như cảm giác được cái gì tự quay đầu lại nhìn trương chí hào một chút được nhưng là trương chí hào mang theo ánh mắt hài hước đồng kỳ rất không thích trương chí hào đáng tiếc phó bản đem bọn họ phân phối đến cùng trong một lớp học đón lấy hành động phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tách ra hắn mặc dù là người mới thế nhưng đối phó bản năng lực tiếp nhận cũng tạm được hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là mau mau qua cửa trở lại thế giới hiện thực. Giữa lúc chút như ý dự định trả lời đồng kỳ vấn đề thời điểm, một trương đại tay khoát lên bả vai hắn, trương chí hào cười nói. Tiểu lão đệ ngươi làm sao không hỏi trước một chút ta đâu. Lẽ nào là nhìn thấy nữ ngoạn gia động tâm tư. Nghe nói như thế chút như ý theo bản năng liền như mày, trương chí hào đây là nói gì vậy. Không chỉ có chút như ý cảm thấy như vậy, Dĩ song cũng cảm thấy hắn lời này cảm giác là lạ, khi nàng quay đầu nhìn về phía Trương Chí Hào thời điểm, vừa vặn cùng ánh mắt của đối phương đối đầu. Trương Chí Hào là một cái cường tráng nam nhân, cao trung rộng rãi giáo phục đều không có cách nào che khuất đối phương thể trạng, trái lại càng ngày càng tượng một cái bị quần áo ràng buộc trụ giả thú. Hắn trong đôi mắt mang theo một điểm giả thú hung ác, nhìn chút như ý biểu hiện đặc biệt không hữu hảo, có điều hắn đúng là không lọc mắt dĩ song người mới này hắn ông đồng kỳ vai thời điểm tịnh không giống như là bảo vệ tư thái mà là một vòng trụ mình đồ ăn hung thú đồng kỳ cũng cảm giác được trước cùng đối phương hai người ở tại cùng cái phòng học thời điểm liền biết đại khái đối phương là cái hạng người gì hung ác không coi ai ra gì hung hăng còn có bạo lực đừng xem hiện tại trương chí hào cái gì đều không nhúc nhích thế nhưng vừa tới phó bản thời điểm hắn liền bị lão sư làm khó dễ lúc đó đồng kỳ liền có thể thấy trương chí hào cùng lão sư đối lập thời điểm hắn đã muốn động thủ chỉ là mới vừa vào phó bản cái gì đều không thăm dò rõ ràng không dám manh động trương chí hào người này tịnh không phải một cái hợp tác hảo đồng bọn có điều xem trương chí hào thái độ đối với hắn đối phương cũng không phải là muốn một cái hợp tác hợp tác hắn quyết chính là chân chạy nghe lệnh lệnh người mà đồng kỳ chính là hắn vừa ý người trương đại ca ngươi đùa gì thế đây ta cùng chút tiểu thư có điều là lần thứ nhất gặp mặt, hiện nay khẩn thiết nhất không phải qua cửa phó bản sao? Đồng Kỳ không dự định cùng Trương Chí Hào cứng đối cứng, này đối mình không có một chút xíu chỗ tốt. Biết mình, tiểu đệ tịnh không phải nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp không nhúc nhích chân, Trương Chí Hào sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, thấy cảnh này chút như ý cùng dĩ song lặng lẽ đối diện một chút, chút như ý trong mắt âm thầm toát ra đối Trương Chí Hào xem thường. Những lão sư kia môn cảnh cáo chi hậu, ở tại trong lớp học sinh đã không có trước hoảng sợ, đối với nhảy lầu chuyện này bọn họ trái lại rất là hưng phấn, đây là không bình thường. Chút như ý dừng một chút, nhìn thấy rơi vào trầm tư đồng kỳ sau tiếp tục nói. Coi như trước bọn họ đã gặp hai học sinh nhảy lầu, nhưng này dù sao vẫn là chết nhân, không có cái gì trước lạ sau quen đạo lý. Nàng nói xong câu đó sau, nhìn ở đây ba người, cuối cùng nói ra nàng mình kết luận. Ta cảm thấy những học sinh này cũng không phải là người bình thường, coi như không phải cái gì quỷ quái, cũng tuyệt đối không phải phổ thông học sinh cấp 3, chúng ta nếu là từ trên người bọn họ tra xét tin tức, cũng phải nhiều chú ý một hồi. Chú ý cái gì? Ở phó bản trung, coi như đối phương tịnh không phải quỷ quái, nhưng cũng có thể là quỷ quái đồng bạn, ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ đột nhiên nhảy ra ngăn cản bọn họ. Trương Chí Hào lẳng lặng nhìn chút như ý cùng dĩ xong cùng đồng kỳ giảng giải một hồi phó bản cạm bẫy, hai tay khoanh ở trước ngực, đen nhánh con mắt xem không ra bất kỳ tâm tình, đương chút như ý sau khi nói xong, vừa vặn cũng là dự bị chuông vang. Bọn họ không dám trốn học, bốn người lại trở về phòng học, ở phân biệt thời điểm, chút như ý nhỏ giọng cùng dĩ xong nói. Ly Trương Chí Hào xa một chút. Dĩ xong không rõ vì sao, thế nhưng chút như ý không có giải thích nàng không thể làm gì khác hơn là đè xuống mình nghi hoặc một bên khác trương chí hào cùng đồng kỳ trên đường trở về đột nhiên liền nghe đến trương chí hào mở miệng nói ngươi muốn trở về hiện thực sao đồng kỳ bước chân dừng một chút nhưng rất nhanh lại chẳng có chuyện gì nhất dạng khẳng định muốn trở về a à, ai không muốn trở về đâu nghe được lúc này đáp trương chí hào cười nhạo một tiếng còn nói vậy ngươi biết ngoạn gia có thể từ phó bản trung được cái gì không Chút như ý lần thứ hai nhắc nhở dĩ xong nhiều chú ý bên người học sinh sau, hai người dự định phân công nhau tìm hiểu tin tức, vừa vặn bọn họ chuyển thân phận học sinh, coi như hỏi nhiều hai câu cũng không sẽ khiến cho quá to lớn chú ý. Dĩ xong vẫn là tìm được trước mình xá hữu, trước cùng nàng đồng thời thảo luận qua nữ hài tử lưu nhất liên, hai cái nữ hài tử tán gẫu đắc rất tốt, đối mặt dĩ xong vấn đề, một liên cũng là nhất nhất trả lời chu vi nữ hài tử nghe được hai người bọn họ bắt đầu thảo luận khởi trường học tự sát sự kiện, cũng dồn dập tập hợp lại đây. Khả năng bác quái chính là nhân loại thiên tính, ở những học sinh này tán gẫu trung, dĩ song nghe được vài cái suy đoán. Có người nói mấy người này là bị nguyền rủa, cũng có người nói là bởi vì thành tích áp lực dẫn đến tự sát, dù sao bọn họ cũng là nhanh thi đại học. Thế nhưng lúc này, có cái nam đồng học nhìn thảo luận đám người cười khẩy, vương ngón tay lắc lắc sách sách nói rằng. Sai rồi, đều sai rồi. Cái gì sai rồi? Ngô Kiến Hào. Nhìn nam sinh hung hăng dáng dấp, chu vi học sinh nhất thời tâm sinh không vui. Ngô Kiến Hào hai tay hoàng ngực, nhìn quét clip chung quanh, nhếch lên hai chân, chậm rãi nói. Bọn họ tự sát, đều không phải là bởi vì các ngươi nói nguyên nhân. Nhìn đối phương tính thề mỗi ngày dáng vẻ, dĩ song đúng là cảm thấy hiếu kỳ, liền ngay cả cảnh sát đều không tra được nguyên nhân, làm sao một cái học sinh cấp 3 liền biết rồi. Vậy ngươi nói là tại sao? Dĩ song hỏi. Nhìn bốn phía ánh mắt tò mò, nam sinh lòng hư vinh tự hồ được thỏa mãn, hắn ngón trỏ tay phải gõ gõ bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng. Bọn họ A, à, là bị quỷ đẩy xuống. Quỷ. Không đợi dĩ song tìm tòi nghiên cứu lời này có chính xác không, người chung quanh liền vang lên một trận suyệt thanh. Ngô Kiến Hào a à, Ngô Kiến Hào, ngươi nói thật đúng là cười chết người, xã lớn như vậy ai tin a. À. Xịt thanh qua đi, bọn học sinh bắt đầu cười phá lên. Đối mặt tiếng cười kia, Ngô Kiến Hào mặt đỏ lên, bác một hồi trạm lên, lớn tiếng nói. Có người nhìn thấy. Có người nhìn thấy bọn họ nhảy xuống thời điểm có một con tay đẩy bọn họ. Nga hống, lời này như là một giọt thanh thủy rơi vào trong chảo dầu nhất dạng, trong nháy mắt làm nổ ở đây bọn học sinh lại có thế có người nhìn thấy. Lẽ nào thật sự có quỷ? Ngươi tin sao? Ai biết được? Thế nhưng hiện tại đã ba người. Không đúng. Theo lời ngươi nói coi như có người nhìn thấy có một con tay đẩy bọn họ, này không nên là mưu sát sao? Có người phản ứng lại ngô kiến hào trong lời nói có vấn đề, này không nên là nhân vi mưu sát sao? Làm sao sẽ dính dáng đến quỷ? Dĩ Song cùng chút như ý cũng cảm thấy trong lời nói lo di không đúng, thế nhưng hai người đều không có trước tiên vạch ra đến. Bị chỉ vào Ngô Kiến Hào lần thứ hai lắc lắc đầu, nói: "Ta nói không sai a, à, có người xác thực nhìn thấy có một con tay đẩy bọn họ, nhưng là vấn đề chính là chỉ có một con tay a." À. Mỗi chờ những người khác lý giải lại đây, Dĩ Song đột nhiên rõ ràng Ngô Kiến Hào trong lời nói ý tứ chân chính. "Người kia?" Chỉ nhìn thấy một cái tay thế nhưng không có ai là ý này sao câu nói này không biết là ai nói ra vừa dứt lời toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại không biết có phải ảo giác hay không phòng học cũng đột nhiên trở nên âm lãnh mỗi người đều cảm giác được trên người bị một luồng hơi lạnh mơn trớn rõ ràng bên ngoài vẫn là mặt trời chói chang hiện tại nhưng lạnh tượng cuối mùa thu lạnh đến trong lòng người đầu đi các ngươi làm gì lão sư không ở liền muốn tạo phản có phải là đang lúc này, to lớn gõ cửa thanh đem tất cả mọi người tâm tư đều đánh tan. Là chủ nhiệm lớp trở về, nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ không hề kỷ luật mọi người, hắn sắc mặt trở nên càng âm trầm. Mà bọn học sinh cả người một giật mình, như là chuột nhìn thấy miêu nhất dạng, cấp tốc trở lại chỗ ngồi của mình, làm bài tập làm bài tập, đọc sách thì đọc sách, phản phất trước cảnh tượng không tồn tại. Dĩ song cũng vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra sách giáo khoa, làm bộ chuyên tâm ôn tập dáng vẻ lừa dối qua ải. Ta biết các ngươi đang thảo luận cái gì, thế nhưng tất cả những thứ này Đông Tây Đô phải đợi cảnh sát điều tra, các ngươi làm học sinh, không muốn quan tâm những này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Huống hồ, chủ nhiệm lớp đẩy một cái kính mắt của chính mình, trong mắt ý lạnh chợt lóe lên, đừng quên các ngươi là cao tam, nên làm cái gì không nên làm cái gì chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Chủ nhiệm lớp hiện đang bục giảng thượng, điện thoại di động cầm giới xích không ngừng mà đánh trước mặt bàn, mà dĩ song ở phía dưới càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Lớp của mình bên trong có tam học sinh nhảy lầu tự sát, thế nhưng làm chủ nhiệm lớp một điểm thương tâm cảm giác đều không có, phản mà đối với bọn hắn thảo luận chặt chẽ ngăn lại. Trước Lưu Nhất Liên có cùng dĩ song đã nói, bọn họ vị này chủ nhiệm lớp họ chu, từ cao một dẫn bọn họ đến thi đại học tốt nghiệp. Chu lão sư đáng ghét nhất học sinh trong lúc đó châu đầu ghé tai, một khi phát hiện nhất định sẽ quở trách, dạy học phi thường nghiêm ngặt. Thế nhưng trong lớp người không bao nhiêu là yêu thích vị lão sư này, bởi vì hắn nghiêm ngặt tịnh không phải vì học sinh hảo, chỉ là cá nhân tính cách vấn đề, điều này cũng liền dẫn đến vị lão sư này nhân duyên phi thường kém. Thật vất vả ngao khi đến khóa, trung tan học vừa vang, hết thảy học sinh đều rụt rà rụt trịch tưởng phải tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi, nhưng mà Chu lão sư cũng không hề rời đi phòng học ý nghĩ ánh mắt hắn thẫn nhìn chầm chầm dưới đài học sinh, trong miệng phát sinh một tiếng cười gằn. Làm sao, hết giờ học đã nghĩ làm sự tình. Dưới đài học sinh yên tĩnh như kê, không dám mở miệng phản bác. Liền như vậy, trong giờ học 10 phút quá khứ, dĩ xong bọn họ dù cho cần thăm dò càng nhiều tin tức cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Len ken len ken, tan học chuông vang, học sinh mò khởi sách của mình bao chạy đi liền chạy dĩ song ly nhập học thất thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ thấy chu lão sư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bọn họ ly khai bóng người ánh mắt đặc biệt khiếp người chương 3 khải minh trung học 3 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com dĩ song cảm thấy chu lão sư không giống cái bình thường lão sư hắn đương nhiên không bình thường chúng ta đều cảm thấy chu lão sư có phải bị bệnh hay không lưu nhất liên ngồi ở ký túc xá trên giường tả oán nói ngươi không biết chu lão sư từ cao một liền siêu cấp nghiêm ngặt hết giờ học đều không cho phép để chúng ta nói chuyện lớn tiếng trái với khả năng còn có thể có trừng phạt nói rằng cái đề tài này ký túc xá những cô gái khác cũng tiến tới gần một người một câu đem chu lão sư đã nói không hợp lý quy định đều nói ra nghe các nàng nói rồi nhiều như vậy dĩ xong lại một lần nữa cảm thấy cái này chu lão sư hay là thật sự có bệnh ai chu lão sư hiện tại tính toán tốt Trước lúc học lớp 10, Đàm Chiêu Chiêu. Một cô gái còn chưa nói hết, liền bị một liên che miệng lại, nguyên bản ầm ầm tình cảnh cũng đóng băng tự yên tĩnh, một liên trừng kia nữ hài tử một chút, đánh cái ha ha liền đem câu chuyện dời đi. Có điều điều này cũng làm cho Dĩ Song nhận ra được giữa bọn họ khẳng định có vấn đề, đã từng cao một làm sao? Đàm Chiêu Chiêu là ai? Dĩ Song cúi đầu, nhớ kỹ này hai cái tin tức điểm, lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, đã cùng Xá Hữu tán gẫu khởi biệt đề tài. Chờ đến tối thượng tự học thời điểm, dĩ song cùng chút Như Ý nói tới Xá Hữu dị thường. Bọn họ thật giống lúc học lớp 10 phát sinh quá một chuyện. Chỉ có điều chuyện này đã trở thành bọn họ một cái đề tài bị cấm kỵ. Chút Như Ý hành ngón tay cuốn lấy tóc của chính mình, suy tư một lát sau, cảm thấy chuyện này hay là có thể thành vì bọn họ điểm đột phá nàng căng dặn dĩ xong muốn tận lực đi tìm hiểu rõ ràng lúc học lớp 10 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều có một chút ngươi cần thiết phải chú ý một hồi, nếu những người kia không muốn đàm luận khởi cao một sự tình, ngươi coi như tìm hiểu cũng không muốn trước mặt mọi người hỏi, hỏi riêng một hai nhân nên là có thể, ta, ta đi xem xem vị này chu lão sư tình huống. Chút như ý phân phối xong nàng cùng dĩ xong hành động sau liền ly mở ra. Ngày thứ hai tan học thời điểm, dĩ song liền nhìn trụ như ý mình một mình đi ra phòng học, nàng muốn một người đi điều tra một chút chu lão sư, đang lúc này, lưu nhất liên tiến tới, ông dĩ song cánh tay, thân mật nói. Song nhi, chúng ta có muốn cùng đi hay không về đúc xe? Trường học nữ hài tử ước trước cùng tiến lên về đúc xe là một cái phi thường phổ biến sự tình, dĩ song cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bị lưu nhất liên lôi kéo đi về đúc xe. Sau khi dĩ song đẩy ra cửa toilet thời điểm, một luồng sền sệt dính chán cảm đem dĩ song cả người hoàn toàn bao trùm tiến vào nàng không thể không nhắm hai mắt lại chờ đến dính chán cảm biến mất thời điểm dĩ song vừa mở mắt nhìn nguyên bản đứng bên cạnh mình lưu nhất liên biến mất rồi trước mắt chỉ nhìn thấy một cái cả người ướt đẫm nữ hài tử chính co quắp ngồi dưới đất Ngoại trừ nàng ở ngoài còn có bốn cái nữ sinh trạm ở trong nhà cầu cổng lấy mì nước quay về dĩ song dĩ song không nhìn thấy mặt mũi bọn họ nhưng nhìn trước trước mặt cảnh tượng nàng không khó tưởng tượng đến này đến tột cùng phát sinh cái gì. Trường học bá lăng. Nhìn thấy dĩ song đi vào, bá lăng mấy người cười hì hì nhìn nàng một cái, thế nhưng tịnh không có để ý nhiều, hay là cho rằng dĩ song tồn tại sẽ không ảnh hưởng bọn họ đón lấy chuyện cần làm đi. Trong bọn họ có người trong tay nắm một cây tiểu đao, người kia thanh đao bối kề sát ở nữ hài tử trên mặt chậm rãi xẹt qua, nữ hài sợ đến cả người đều đang phát run, nhưng là nàng vẫn như cũ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lúc này dĩ song rõ ràng có thể cảm giác được mình có hai cái lựa chọn, một cái là đương làm cái gì đều không nhìn thấy, xoay người ly khai đúc c một cái khác chính là tiến lên ngăn lại. Nếu là ở thế giới hiện thực, có lẽ sẽ có không ít người ngăn lại, thế nhưng hiện tại là ở một cái không biết hoàn cảnh phó bản trung, dĩ song rất rõ ràng, mình hiện nay đối mặt tịnh không phải một cái chân thực hoàn cảnh cái cảm giác này càng như là cái gọi là ảo cảnh mà cái này ảo cảnh chính đang yêu cầu dĩ song làm nhanh lên lựa chọn mình chỉ là một tân nhân đối phó bản tịnh không biết huống hồ cái này phó bản đến cùng nguy hiểm cỡ nào mình cũng không rõ ràng kỳ thực tình huống như thế bo bo giữ mình là lựa chọn tốt nhất dĩ song nghĩ đến một hồi liền quyết định được rồi chỉ thấy nàng đột nhiên xông lên trước đoạt lấy đối diện đau nhỏ cánh tay vung lên đao nhỏ liền từ v đúc c cửa sổ bay ra ngoài mấy cái bá lăng giả đều sửng sốt chẳng ai nghĩ tới dĩ song sẽ làm như vậy tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy dĩ song nâng dậy cả người ướt đẫm nữ hài tử đem nàng trên người mình giáo phục áo khoác khoác ở nữ hài trên người xú nữ biểu tử quản việc không đâu bị làm tức giận mọi người hướng về dĩ song nhào tới không đợi nữ hài tử lên tiếng nhắc nhở dĩ song liền đem cách nàng gần nhất bá lăng giả một cái bắt liền nhấn ngã xuống đất a à, đau quá thả ra ta bị nhấn đổ vị kia còn đang không ngừng dãy dụa nhưng mà nàng không biết chính là càng giải dụa nàng liền càng thống dĩ song nhấn trụ tay của nữ sinh hơi dùng sức nhất thời nàng liền đau đến không cách nào nói chuyện trường học bá lăng a à, thật là lợi hại ni dĩ song ngẩng đầu lên mang theo lửa giận con mắt nhìn quét ba người còn lại Cha ngươi ngươi mẹ dùng tiền cung ngươi đọc sách chính là vì để ngươi đến bắt nạt người khác Đáng tiếc, đối diện ba người căn bản mặc kệ dĩ song nói Các nàng nhìn thấy bị trấn áp đồng bạn Trong lòng nhưng nghĩ ba người có thể không ép tới trụ dĩ song Quả nhiên, một giây sau, ba người này tiếp tục hướng về dĩ song nhào tới Ở ý nghĩ của bọn họ Trung, dĩ song chỉ có một người mà thôi Ba người lẽ nào còn không đánh lại nàng một người sao Vẫn đúng là đánh không lại liền mấy lần công phu, tứ người đã nằm trên đất kêu lên. "Liền vậy thì này, liền chút ít đồ này cũng dám học người khác bá lăng." Dĩ Song cúi đầu nhìn các nàng, khinh bỉ nói rằng. Bốn người nghe được nàng, trong lòng giận dữ, thế nhưng thân thể quá đau thực sự bò không đứng lên, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng mắt nàng. Loại ánh mắt này công kích Dĩ Song trực tiếp miễn dịch, nàng đỡ bị bá lăng nữ hài tử, chậm rãi đi ra V đúp xe. Về đúc xe ngoại nguyên bản là đứng rất nhiều học sinh, thế nhưng hiện tại toàn bộ hành lang không có bất kỳ ai. Dĩ song liếc mắt nhìn hành lang, lại cúi đầu nhìn ướt nhẹp nữ hài, lúc này trên mặt cô gái không có bất kỳ biểu lộ gì, yên tĩnh tượng cái giả nhân. Ngươi A, có người bắt nạt ngươi ngươi liền mách lão sư, lão sư mặc kệ ngươi liền nói cho gia trưởng, song phương đều mặc kệ ngươi liền trực tiếp mình đánh trở lại. Kỳ thực ta là kiến nghị ngươi mình đánh trở lại, như vậy đối phương sau đó khẳng định không dám tìm ngươi cái này xương cứng gặm. Dĩ song tưởng khởi mình khi còn bé đã từng cũng có người muốn bắt nạt mình, kết quả không hề nghĩ rằng đối phương bị mình đánh khóc. Nữ hài một câu nói đều không nói, yên tĩnh đi tới. Lúc này đem đi tới cuối hành lang cầu thang thời điểm, dĩ song không biết tính sao lão đảo một hồi. Lần thứ hai đứng lên đến, mình còn đứng ở cửa nhà cầu trước, lưu nhất liên không rõ nhìn mình ngươi làm sao bất động. Nàng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ bật cười, theo một liên đi vào trong cầu tiêu. Không nha. Trở lại phòng học thời điểm, dĩ song đi ngang qua chút như ý chỗ ngồi, chỗ ngồi là không, nàng vẫn chưa về. Nhưng là mãi cho đến chuông vào học vang lên, chút như ý đều chưa có trở về, điều này làm cho dĩ song không thể không lo lắng nàng tình cảnh. Xảo diệu chính là, rõ ràng phòng học thiếu mất một người, thế nhưng hết thảy học sinh cùng lão sư đều phản phất không thấy cái kia không chỗ ngồi nhất dạng, không nhắc tới một lời. Mãi đến tận tan học thời điểm, dĩ xong lần thứ hai đi tới tầng cao nhất cầu thang, phát hiện bên trong góc bày đặt một tấm tờ giấy. Rừng cây nhỏ thấy. Dĩ xong không biết đây rốt cuộc có phải là chút như ý viết, thế nhưng nơi này các nàng hôm qua mới đã tới. Nàng quyết định mạo hiểm một lần nàng một thân một mình đi tới thể dục quán bên cạnh rừng cây nhỏ, nơi như thế này bình thường đều là tiểu tình nhân lại đây lén lén lúc lúc đàm luyến ái. Mà hiện tại, cuốn quyết lấy băng vải băng gạch chút như ý đứng trước mặt nàng, cầm trong tay trước một tấm cũ kỹ báo chí. Ngươi! Không đợi dĩ xong hỏi rõ ràng phát sinh cái gì, chút như ý đem báo chí đưa tới trước mặt nàng, nói. Ta phát hiện manh mối trọng yếu. Cái gì manh mối trọng yếu? Dĩ song tiếp nhận báo chí, nhìn thấy cao nhất thượng báo cáo tin tức viết Khải Minh trung học một nữ sinh nhảy lầu tự sát, nghi giống bị trường học bá lăng. Dĩ song nhìn thấy cái này tiêu đề, không khỏi nhớ tới trước mình ở xí gặp được bá lăng sự kiện, chẳng lẽ này hai cái là có quan hệ sao? Nàng không rõ ràng, nàng muốn cùng chút như ý nói tới chuyện này thời điểm, phát hiện rừng cây nhỏ đã không ngừng hai người cắt nàng. Ngoại trừ ngày hôm qua chạm mặt hai cái ngoạn gia ngoại, cuối cùng hai cái ngoạn gia cũng xuất hiện chỉ có điều nhìn dáng dấp bọn họ tịnh không phải thân phận học sinh chúng ta tiến vào phó bản chi hậu liền phát hiện thân phận là học sinh ta là các ngươi dưới lầu lớp chủ nhiệm lớp nói chuyện chính là cái gọi là hà kha nam nhân hắn bên người trạm chính là cùng cái lớp số học lão sư lý tương như vậy sáu cái ngoạn gia toàn bộ hối hợp lại cùng nhau Chút như ý bị thương chính dựa vào thân cây nghỉ ngơi dĩ song không hiểu tại sao chỉ là điều tra chu lão sư hội làm cho chật vật như vậy phản phất nhìn thấy dĩ song nghi vấn chút như ý giải thích ta thương thế kia chính là chúng ta thân ái chủ nhiệm lớp lộng dĩ song trong nháy mắt trợn to hai mắt nàng vẫn cho là chu lão sư là người bình thường thế nhưng bây giờ nhìn lại có thể thương tổn được một cái lão ngoạn gia khẳng định không phải cái gì người bình thường tồn tại ta cũng là bởi vì phát hiện cái này báo chí bị chu lão sư phát hiện hắn đuổi theo ta sát chúc như ý hơi dừng một chút nói tiếp chu lão sư nên đã là cái quỷ nghe đến nơi này không chỉ có dĩ sông nhíu mày còn lại ngoạn gia đều cảm thấy hơi rắc rối rồi nhìn dáng dấp nơi này hay là quỷ ảo cảnh hà kha đẩy một cái kính mắt của hắn có chút buồn rầu nói quỷ ảo cảnh có ý gì lần này sáu cái ngoạn gia vừa vặn là tam mang tam ba cái lão ngoạn gia ba cái người mới, hai hai đặt ở cùng một chỗ. Tượng dĩ song phối hợp chút như ý, đồng kỳ phối hợp trương chí hào, còn lại hai người, lý tương là do lão ngoạn gia Hà Kha mang theo. Nhìn thấy ba tấm mộng bức mặt, Hà Kha kiên nhẫn với bọn hắn giải thích cái gì là quỷ ảo cảnh. Nơi này ảo cảnh là do một cái nào đó quỷ khống chế, cái này quỷ lúc bình thường chính là chúng ta hậu trường bốt, ở ảo cảnh bên trong hết thảy đông tây đô là giả, trường học là giả, học sinh cũng là giả. Mà ngoạn gia mục đích, chính là muốn đánh vỡ cái này ảo cảnh chạy đi, không phải vậy liền sẽ trở thành ảo cảnh trung chất dinh dưỡng. Vậy ai là hậu trường điều khiển giả đâu? Lý Tương Nam Nam hỏi. Hà Kha cùng chút như ý đồng thời lắc đầu một cái, đây chính là bọn họ qua cửa yêu cầu, chỉ có tìm tới sau lưng cái kia quỷ, bọn họ mới biết làm sao mới có thể đánh vỡ ảo cảnh. Sau lưng cái kia quỷ dĩ song ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong tay nắm báo chí. Chương 4 Khải Minh Trung học 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ song vẫn là đêm trước ở xí gặp được chính là sự tình nói ra, cũng nói ra nàng suy đoán. Ta cảm thấy v c cái kia trường học bá lăng hay là cùng tờ báo này thượng nữ hài tự sát có quan hệ. Nói tới trường học bá lăng, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt sắc mặt đều thay đổi. Ta cũng gặp phải chuyện này. Chút như ý sắc mặt trong nháy mắt hắc chìm xuống, nàng Tịnh không phải ở xí gặp được, nàng là đang tìm kiếm Chu lão sư thời điểm ở trong góc thấy có người bị bắt nạt, thế nhưng nàng không có dĩ xong nói loại kia dính mồ hôi cảm. Nàng cho rằng chỉ là trường này phát sinh một gian chuyện bình thường, cho nên nàng Tịnh không có nhúng tay, trực tiếp đi ra. Mà những người khác gặp phải trường học bá lăng sự kiện địa điểm cũng bất tận tương đồng, Đồng Kỳ đem người bị hại mang ra ngoài. Hà Kha cùng Lý Tương trực tiếp lơ là, chỉ có Trương Chí Hào hắn hiện thực xem kịch vui nhất dạng nhìn trường học bá lăng phát sinh. Hắn lúc này biết được chuyện này tịnh không phải một cái ngẫu nhiên sao, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu chuyện này xuất hiện, vậy thì nhất định cùng phó bản có quan hệ, chúng ta. Vẫn là trước tiên tìm xem liên quan ở đâu đi. Chúc như ý khẽ thở một hơi, sau đó nàng xoay người nhìn về phía dĩ sông, ánh mắt phi thường phức tạp bọn họ tất cả mọi người nhìn thấy trường học bá lăng thời điểm đều không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào chỉ có dĩ xong cảm thấy một trận dính mồ hôi cảm loại này cảm giác nhạy cảm đối với phó bản chung các người chơi tới nói quả thực chính là một cái bảo tàng có điều này cũng nói trước mắt cái này nữ hài tử tư chất cốt vô cùng hay là rất nhanh nàng liền có thế mở ra chút với sức mạnh của chính mình Chút như ý trải qua ba cái phó bản được trò chơi sức mạnh cũng chính là dựa vào cái này sức mạnh nàng mới hội vẫn tồn tại đến hiện tại. Sức mạnh nào? Dĩ Song từ trong miệng nàng biết được tin tức này thời điểm, nhất thời đã nghĩ khởi trước xem qua các loại vô hạn lưu tiểu thuyết, đã có quỷ quái vậy thì nhất định có đối kháng quỷ quái sức mạnh. Ta cũng không biết ngươi hội có sức mạnh nào, mỗi người đều không giống nhau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút hội thức tỉnh ra sao sức mạnh ni. Chút như ý hai tay chắp ở sau lưng rừng cây nhỏ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, những người khác đều đi điều tra tin tức đi tới. Ngươi buổi chiều trả về phòng học sao? Dĩ song nhìn chút như ý thương, đối phương thương thế không nghiêm trọng, thế nhưng... Vạn nhất gặp lại chu lão sư nên làm gì? Ai biết chút như ý thái độ phi thường kiên quyết, về là nhất định phải trở lại, thế nhưng chi hậu chỉ có thể càng càng cẩn thận thôi, có người ở bên cạnh hay là cũng còn tốt chỉ sợ đối phương sẽ ở một thân một mình thời điểm hạ thủ. Ngươi! Dĩ song cao mày cùng chút như ý cùng đi đến phòng học, nàng muốn giúp chút như ý, nhưng mà mình hiện đang không có một chút xíu sức mạnh, nói rồi cũng là nói vô ích, ngươi mình cẩn trọng một chút. Chút như ý nở nụ cười, nàng ôm nhu nhìn dĩ song, ta hội, ngươi yên tâm. Lần thứ hai khi đi học, đến lão sư là chu lão sư, hắn vừa đi vào phòng học liền quay về chút như ý phương hướng quỷ dị mà nở nụ cười như là ở nhìn không nghe lời con mồi trong mắt tràn đầy hung tàn ác ý chút như ý tịnh không có né tránh ánh mắt của hắn vào lúc này không thể né tránh né tránh mình chính là ở yếu thế đối với quỷ quái mà nói yếu thế thì tương đương với cùng chủ động đem mình đưa lên bọn họ trên thất cổ nàng trừng trừng mà nhìn chu lão sư khóe miệng cũng vung lên một cái mỉm cười chi hậu bất luận chu lão sư làm sao làm khó dễ mình chúc như ý đều thông dong đối phó lên dĩ song giật mình nhìn chu lão sư ở trong lớp không ngừng quay về chúc như ý đặt câu hỏi mãi cho đến chuông tan học vang lên đối phương còn không dự định ngừng tay chúc như ý đứng ở chu lão sư mở miệng trước trước tiên đem lại nói lão sư chuông tan học vang lên còn không xuống khóa sao chu lão sư hơi mở ra miệng trong nháy mắt nhắm lại hắn mặt hơi ửng hồng như là đình chỉ một cái khí tự mạnh mẽ trừng chút như ý một chút xoay người liền ly mở ra. Dĩ song còn ở vui mừng thời điểm, quay người lại, liền phát hiện chút như ý chỗ ngồi đã không có ai, nàng sửng sốt một hồi, mới vừa đứng lên đến muốn ra ngoài tìm kiếm đối phương thời điểm, đột nhiên nghe được chu vi học sinh đang thảo luận vừa này đường khóa. Qua, chu bái bị lại tới nữa rồi lại đang trong lớp điên cuồng làm khó dễ người. Âm thanh này là từ hàng cuối cùng học sinh nơi đó truyền đến, Dĩ Song chú ý tới một chữ lại. Ý thức là tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, nàng lập tức quay đầu, hướng đi hàng cuối cùng học sinh nơi đó. Dĩ Song bề ngoài vẫn là tương đối đẹp đẽ, như thế đẹp đẽ một cái nữ học sinh chuyển trường vừa đến lớp cũng đã gây nên rất nhiều nam đồng học chú ý, thế nhưng Dĩ Song bởi vì phó bản nguyên nhân, đối xử đồng học tịnh không phải vô cùng nhiệt tình. Bây giờ nhìn thấy đẹp đẽ nữ đồng học hướng về phương hướng của chính mình đi tới, Đám kia nam sinh theo bản năng nín thở. Hai mễ, một tám mễ, một năm mễ, một mễ, không, năm mễ. Dĩ Song liền trạm ở bàn của bọn họ một bên, một đôi mắt mèo cười loang loang mà nhìn bọn họ, hơi cúi người dò hỏi. Các ngươi vừa đang nói cái gì nha? Ta có thể nghe một chút ma. Ở mỹ nhân kế đánh hạ dưới này mấy cái nam đồng học vựng vựng hồ hồ liền nói nổi lên vừa đề tài. Chúng ta. Mới vừa. Mới vừa ở nói cái gì tới. A a a đúng 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 chúng ta vừa đang nói chu bái bì đây. Chu bái bì. Dĩ song đại khái có thể đoán được cái này nickname nói chính là chu lão sư, nàng không có xoắn suýt điểm này, hỏi. Nói hắn cái gì nha? Nam hài tử môn lẫn nhau đối diện một chút, hạ thấp giọng tiến đến dĩ song bên người, lặng lẽ nói. Trước lúc học lớp 10, chu lão sư có một lần cũng là như thế đối một cô gái, chi hậu nữ sinh kia thật giống liền nhảy lầu, chu lão sư lúc này mới sửa lại. Nhảy lầu. Cao một Này không phải là trước lưu nhất liên bọn họ nhắc qua sao? Dĩ song trên mặt làm bộ vẻ giật mình, trong lòng nhưng bất động thanh sắc. Nha, lại có người nhảy lầu. Nhìn thấy dĩ song vẽ giật mình, này quần nam hài tử trên mặt nổi lên vẻ đắc ý bọn họ tiếp tục nhỏ giọng nói ngươi biết trước nhảy lầu chính là ai sao dĩ song lắc đầu một cái điểm này nàng xác thực còn không biết các người chơi còn đang điều tra trung ni ta lén lút nói cho ngươi ngày hôm qua tử cái kia là trương tử tuấn nhìn vẻ mặt của bọn họ dĩ song liền biết bọn họ còn có lời còn chưa dứt quả nhiên bọn họ còn có câu tiếp theo hắn nha trước quấy rầy quá cao một người kia là họ đàm sao dĩ song đột nhiên hỏi lần này đến phiên nam hài tử môn kinh ngạc dù sao bọn họ rõ ràng người này là trong lớp cấm kỵ căn bản không có nhân hội nhấc lên nàng ngươi ngươi làm sao biết dĩ song trấn định nói ta nghe người khác nói quá nói cao một chu lão sư rất nghiêm ngặt nhắc qua một cái họ đàm nữ hài tử mấy cái nam hài tử vây quanh dĩ song muốn làm tặc nhất dạng lặng lẽ meo meo cùng nàng nói tới cái này, cấm kỵ, sự tình. Chờ đến đi học thời điểm, dĩ xong ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, mà chút như ý cũng từ bên ngoài trở về, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy mình trong ngăn kéo bày đặt một tờ giấy, tan học cùng đi. 5 giờ chiều 25 phân, tan học, bọn học sinh như là dưới chân xếp vào phong hỏa luân nhất dạng, lão sư nói chuyện, tan học, liền chạy trốn bóng người đều không nhìn thấy dĩ sông chậm rãi thu thập sông Đông Tây, cùng chút như ý cùng đi hướng rừng cây nhỏ phương hướng, ở trong rừng cây, bọn họ nhìn thấy rất sớm chờ ở chỗ này Hà Kha cùng Lý Tương. Bọn họ nói, chúng ta điều tra một chút tin tức. Chút như ý cũng nói, thật là đúng dịp ta cũng vậy. Dĩ song nhịn không được, phốc một tiếng, cười phụ họa nói. Như thế xảo. Ta cũng là, có tin tức trọng yếu. Liền lại lúc này. Đồng Kỳ cũng lại đây, thế nhưng bên cạnh hắn nhưng không thấy Trương Chí Hào bóng người, chút như ý cùng Hà Kha trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, vội hỏi. Trương Chí Hào người đâu? Đồng Kỳ nhìn hai người sốt ruột biểu hiện, sửng sốt một chút, hồi đáp. A, à, hắn bị lão sư lưu đường. Nga hóa ra là lưu đường. Chúc Như Ý cùng Hà Kha thở vào nhẹ nhõm, bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Trương Chí Hào gặp bất trắc lão sư nào a, à, ta trước tiên đem hắn mang về đi. Hà Kha quyển khởi tay áo của chính mình, trường hợp này vẫn là nhân tề tốt hơn. Là Chu lão sư. Dĩ song cùng chút như ý vừa nghe, liền biết không tốt. Chút như ý nắm lấy đồng kỳ vai, vội vã mà hỏi. Hắn bị Chu lão sư mang đi nơi nào? Đồng kỳ cánh tay bị chút như ý tóm đến bốc lên, thế nhưng hắn đoán được cái này có thể là xảy ra vấn đề rồi, cũng không kéo dài, ta không biết, ta chỉ nhìn thấy Chu lão sư mang theo hắn đi tới phòng làm việc phương hướng. Văn phòng. Chúc Như Ý buông hai tay ra, mình một người trước tiên hướng về lớp học phương hướng chạy tới, những người khác theo sát phía sau. Khi bọn họ đi tới phòng học văn phòng thời điểm, bên trong đã không có ai, càng không có Chu lão sư cùng Trương Chí Hào bóng người. Hỏng rồi. Chúc Như Ý nhìn bên trong trống rỗng, trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo, Trương Chí Hào sợ là đã xảy ra vấn đề rồi dĩ song cảm thấy không đúng liền hỏi đồng kỳ trương chí hào cùng chu lão sư có phát sinh quá xung đột sao đồng kỳ lắc đầu một cái thế nhưng hắn nói tới một chuyện khác tan học thời điểm trương chí hào ly nhập học thất nói muốn đi điều tra người kia thế nhưng mãi đến tận mau thả học hắn mới trở về vậy hắn trước khi rời đi có nói cái gì không dĩ song khẩn hỏi tiếp đồng kỳ gật gù nói hắn nói hắn tìm tới mới bắt đầu nhảy lầu người kia chờ hắn trở về liền theo chúng ta nói mới bắt đầu nhảy lầu người kia dĩ xong cùng chút như ý trong nháy mắt đã nghĩ đến chu lão sư này phân báo chí nếu như nói trương chí hào điều tra ra được người kia chính là qua báo chí sự kiện kia như vậy chu lão sư tìm trương chí hào liền nói rõ ràng khả trước tiên mặc kệ như thế nào ta cùng hà kha trước tiên đi tìm nhân các ngươi trước tiên đem hiện nay tin tức tập hợp một hồi chút như ý cùng Hà Kha đối diện một chút, hai người kết bạn ly mở ra, ba người còn lại chỉ có thể trước về đến rừng cây nhỏ nơi đó. Khi bọn họ thu dọn tin tức tốt sau, ba người tọa ở trong rừng cây trên cỏ trò chuyện giết thì giờ. Ta là tại hạ bang về nhà trên đường đột nhiên đi vào nơi này, tỉnh lại thời điểm thật sự suýt chút nữa dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng là cái gì chỉnh cổ trò chơi ni. Lý Tương nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước mình đi tới đi tới lại đột nhiên mắt tối sầm lại, tỉnh lại lần nữa lại nằm trên đất. Nằm trên đất chưa tính, bọn họ sáu người nằm trên đất chỉ có hai ngọn ánh đèn lờ mờ, trước mắt là một đạo điêu khắc trước không biết tên đồ đằng cửa đá, cực kỳ giống kịch truyền hình phản phái mật thất. Nếu không là những người khác cũng tỉnh lại, Lý Tương Phỏng chừng cũng bị dọa điên rồi. Nói tới chuyện này, dĩ song đến không có quá nhiều hoảng sợ, có điều nàng cũng cho rằng là cái gì tống nghệ tiết mục thu lại hoặc là những khác, ai nghĩ đến nên tiếp bọn họ lại là đòi mạng trò chơi phó bản. Nàng nhìn đồng hồ, sắp tới tự học buổi tối, nhưng là chút như ý cùng Hà Kha hai người vẫn như cũ chưa có trở về. Chương 5 Khải Minh Trung học năm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ xong lần thứ hai nhìn thấy chút như ý thời điểm, đã là ngày hôm sau nhìn trước mắt trên mặt trên tay đều có vài đạo vết thương chút như ý, dĩ song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi ngày hôm qua là làm gì? Dĩ song nhìn trên tay nàng vài đạo đã vẫy kết vết thương, tưởng chạm không dám đụng vào. Chút như ý sờ sờ vết thương của chính mình, nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng Hà Kha đi tìm trương chí hào tình huống, thiếu một chút bọn họ liền không về được. Ngươi phải chú ý chu lão sư, tuyệt đối đừng cùng hắn đối đầu. Nói chuyện đến chu lão sư, dĩ xong liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Này! Tấm kia chí hào cứu về rồi sao? Chúc như ý khẽ gật đầu, kết quả này cũng lệnh dĩ xong thở vào nhẹ nhõm, cứu trở về là tốt rồi. Nếu như bị thương, có thể đi giáo y thất, cái này phó bản tuy rằng có chu lão sư loại này quỷ quái, nhưng cũng may có cứu mạng địa phương, chỉ cần là ở bình thường khi đi học, bị thương giáo y thất liền có thể giúp ngươi. Đối mặt chút như ý đề nghị, dĩ song trịnh trọng gật gù biểu thị biết rồi. Tiếp theo nàng liền đem ngày hôm qua ba người bọn họ thu dọn tốt tin tức giao cho Trúc Như Ý, nhìn trước mắt giấy thật mỏng thượng tin tức, Trúc Như Ý sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Chúng ta bên này tìm tới một người, ngươi thử đi tiếp xúc một chút đi. Người nào? Trúc Như Ý ánh mắt nhất thời tưởng thật rồi rất nhiều, nàng nghiêm mặt nói cho dĩ song. Lúc trước bắt nạt đàm chiêu chiêu người, ninh hạ. Đàm Chiêu Chiêu chính là cái thứ nhất nhảy lầu người, trước tử tam học sinh chính là lúc học lớp 10 Đàm Chiêu Chiêu đồng học, thêm vào mọi người chúng ta đều gặp được trường học Bá Lăng thời gian, ta hoài nghi người chết lúc trước chính là Bá Lăng Đàm Chiêu Chiêu bọn học sinh. Chút như ý suy đoán không phải là không có đạo lý, cái này phó bản cũng không khó, bất kể là Chu lão sư thần thái vẫn là bọn học sinh nghị luận, đều đẩy các người chơi hướng về trường học Bá Lăng phương hướng đi. Vậy ta muốn làm sao đi điều tra cái này vô hiểu? Dĩ song nghĩ đến trước ở qua báo chí bị đánh mô sai nữ hài tử mặt, cao một mới bất quá 16 tuổi, hoa nhất dạng tuổi liền như vậy không còn. Chút như ý đưa tới một tấm hình, trong hình là hai cái nữ hài tử, tiếp theo nàng lại lấy ra khác một tấm một người chiếu. Nàng chỉ vào song nhân lẽ ra. Đây là đàm chiêu chiêu. Mà khác một tấm một người chiếu thượng chính là Ninh Hạ. Nhưng mà dĩ song chú ý nhưng là song nhân chiếu một người khác người này là nàng xá hữu chi nhất vu hiểu hiểu, là một cái phi thường yên tĩnh hướng nội nữ hài tử, thế nhưng bọn học sinh tịnh không thế nào phản ứng nàng. Có một lần dĩ song muốn qua cùng với nàng tiếp lời, lại bị lưu nhất liên kéo, nói không nên tới gần vu hiểu hiểu, dĩ song muốn hỏi tại sao, nhưng là lưu nhất liên không trả lời, chỉ lôi kéo nàng rời xa vu hiểu hiểu. Ở phòng học thời điểm, dĩ song lén lút nhìn một chút ninh hạ vị trí, nàng ngồi cạnh cửa sổ bên kia, khi đi học cũng không nghe giảng bài dùng tay chống cầm nhìn về phía ngoài cửa sổ nhưng là như vậy cũng không có bị lão sư đã cảnh cáo một cái khác dĩ song đồng dạng lưu ý ninh hạ không người chỉ lo trước cúi đầu nhìn bàn sách của chính mình tan học thời điểm dĩ song ghé vào lưu nhất liên bên người con mắt nhìn ninh hạ bên kia hỏi một liên ngươi biết vậy là ai sao ta làm sao chưa từng thấy nàng cùng các bạn học lui tới nói tới ninh hạ Lưu Nhất Liên đột nhiên thân thể cứng đờ, trên mặt toát ra căm ghét vẻ mặt, biệt thảo luận như thế suối quẩy người. Suối quẩy? Dĩ song tịnh không hiểu một người làm sao sẽ cùng suối quẩy liên hệ cùng nhau. Nhìn dĩ song hiếu kỳ mờ mịt biểu hiện, Lưu Nhất Liên thở dài một hơi, nói với nàng. Người này tịnh không phải một cái tốt, nàng trước rất yêu thích bắt nạt nhân, vì thế đại gia mới bất hòa nàng cùng nhau chơi đùa, ngươi cũng biệt đến gần. Nàng gia có tiền, trường học đều mặc kệ. Dĩ song thật giống có chút rõ ràng, nếu là chút như ý nói không sai, lúc trước lúc học lớp 10, đàm chiêu chiêu hay là chính là bị Ninh Hạ từng bắt nạt, Ninh Hạ cũng là trường học bá lăng một thành viên, nhưng là bởi vì có tiền trường học mặc kệ, đàm chiêu chiêu chuyện này liền bị ép xuống. Vì thế đây chính là đàm chiêu chiêu nhảy lầu nguyên nhân sao? Thừa dịp Ninh Hạ đi nhà cầu thời điểm, dĩ song cũng đi theo, thế nhưng đi tới đi tới liền phát hiện Ninh Hạ Tịnh không phải đi hướng đi về đúc C. Ở cầu thang nơi khúc quanh, dĩ song cùng Ninh Hạ lập tức liền đụng với, Ninh Hạ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn cùng lên đến dĩ song. Ngươi theo ta làm gì? Dĩ song nhất thời có chút lúng túng, theo nhân bị phát hiện, hết cách rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là mau mau tưởng chút lý do lừa đảo được. Ta! Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi dĩ song nạo nạo mặt, lúng túng giải thích. Hiếu kỳ. Hiếu kỳ ta đã không có cần thiết, nói không chắc lúc nào ngươi liền sẽ thấy thi thể của ta. Ninh hạ mất cảm giác trước mặt nói ra câu này dọa người, có điều câu nói này cũng làm cho dĩ song rõ ràng. Ninh hạ là biết ba cái người chết nhảy lầu tự sát nguyên nhân. Ngươi có phải là biết cái gì? Dĩ song đứng trên thang lầu, nhìn Ninh hạ nửa tấm mặt chìm đắm ở âm u trung. Muốn biết có thể tan học mái nhà thấy ngươi chỉ có thể một người đến nha nói xong câu đó ninh hạ liền ly mở ra chi hậu khi đi học không chỉ có chút như ý không ở liền ninh hạ cũng chưa có trở lại phòng học ngao đến khi tan giờ học dĩ xong liếc mắt nhìn chút như ý vị trí cuối cùng vẫn là đi tới lớp học mái nhà mà ninh hạ đã đứng ở nơi đó chờ nàng mái nhà gió thổi nổi lên ninh hạ tóc dài nàng liền đứng biên giới lan can nơi đợi được dĩ xong đến gần thời điểm nàng đột nhiên nói tới ngươi biết nơi này là cái gì không dĩ xong không biết rõ ninh hạ muốn hỏi gì có điều ninh hạ cũng không nghĩ muốn dĩ xong trả lời nàng tự nhiên nói lên nơi này chính là ba người bọn họ nhảy lầu địa phương rất nhanh sẽ đến phiên ta tại sao nói hội đến phiên ngươi ninh hạ xoay người lại nhìn trước mắt một mặt không rõ dĩ xong nàng nở nụ cười sau đó đột nhiên bò lên trên lan can, nhìn dáng dấp là tưởng nhảy lầu. Dĩ xong một cái bước xa sông lên trên, hai tay gắt gao ôm Ninh Hạ eo, chân phải đạp ở trên lan can, muốn đem Ninh Hạ kéo trở về, dù cho Ninh Hạ có tưởng nhảy lầu tân, nhưng là chung quy gian không được dĩ xong khí lực, lập tức, nàng liền bị dĩ song ôm ngã nhào trên đất thượng. Ngươi đang làm gì? Dĩ song không hiểu Ninh Hạ đây là muốn làm chi. Nhưng là đối phương nhưng tượng điên cùng nhất dạng, vẫn muốn hướng về lan can nơi nào đây. Dĩ song nhấn ở ninh hạ vai, mạnh mẽ đánh một bạc tai ở trên mặt nàng, trong nháy mắt nguyên bản khuôn mặt trắng nõn cao cao thủng lên, mà ninh hạ cũng dạy ra bình tĩnh lại. Ngươi gọi ta lại đây chính là vì xem ngươi nhảy lầu tự sát. Nghe nói như thế ninh hạ cười ha ha, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đứng trước mặt nàng dĩ song, trong mắt che kính hồng tơ máu, nàng cầm lấy dĩ song ống quần, điên điên khùng khùng hô. Ta sẽ chết, hội hướng bọn họ nhất dạng chết đi. Đây chính là báo ứng. Nàng trở về, trở về hướng chúng ta này quần từng bắt nạt nàng người báo thù đến rồi. Ha 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 ha. Ninh hạ đầu tựa ở dĩ sông trên đùi, trong miệng không ngừng lầm bầm trước. Hoàng sa cùng Dương Thành Lâm đem nàng nhấn ở trong nhà cầu đánh, Trương Tử Tuấn muốn sàm sở nàng, ngươi xem những người này cuối cùng đều tử hết, vẫn là cùng nàng lúc trước giống như đúc cái chết. Nàng trở về. Ta biết, nàng đây là ở nói cho ta nàng trở về. Nàng phải quay về giết chết lúc trước hết thảy bắt nạt nàng người, mà ta, ta chính là cái cuối cùng ha 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 ha. Ninh Hạ ôm Dĩ Song chân nhỏ cười ha ha, nhìn nàng hiện tại dáng dấp, đã không lý trí chút nào có thể nói. Một cái con dao vỗ xuống, Ninh Hạ cười ha ha đột nhiên đình chỉ, Dĩ Song ôm nàng dự định đi giáo y thất. Ở đi tới lộ trình trung, Dĩ Song đã đại thể hiểu rõ cái này phó bản chuyện đã xảy ra, một cái cao một nữ học sinh Đàm Chiêu Chiêu đã từng bị trường học bá lăng, cuối cùng nhảy lầu tự sát, bây giờ đã biến thành ác quỷ trở về hướng từng bắt nạt nàng người lấy mạng. Thế nhưng, Dĩ Song dừng một chút, nếu từng bắt nạt nàng đều là học sinh, như vậy Chu lão sư đâu? Chu lão sư vì sao lại biến thành như vậy, tại sao Chu lão sư như vậy coi trọng này một phần Đàm Chiêu Chiêu nhảy lầu tự sát báo chí? đang dạy học lâu cửa lớn nơi đó dĩ xong gặp phải một người vu hiểu hiểu cái này hòa đàm chiêu chiêu đồng thời đập trương nữ hài tử tương tự cũng là bị trong lớp người xa lánh một vị nếu như nói ninh hạ bị xa lánh là bởi vì nàng tham dự quá trường học bá lăng như vậy vu hiểu hiểu đâu vu hiểu hiểu lớn lên gầy gò nho nhỏ dáng vẻ cũng là khéo léo thanh tú dáng dấp theo lý mà nói loại này dáng vẻ bình thường đều rất được người ta yêu thích ngươi là muốn đi giáo y thất sao Vu hiểu hiểu hơi ngoẹo cổ, nhìn một bộ khả khả yêu yêu dáng vẻ. Dĩ song gật gù, ông ninh hạ tay nắm thật chặt, vào lúc này Vu hiểu hiểu đột nhiên xuất hiện, không khỏi lệnh dĩ song cảnh giác lên. Nhưng mà Vu hiểu hiểu vẫn chưa làm cái gì, nàng hỏi chi hậu liền ly mở ra, thái độ này để dĩ song nghi hoặc không ngớt. Chờ nàng đem người mang tới giáo y thất thời điểm, ninh hạ cũng chậm chậm tỉnh lại, nhìn tọa ở bên người dĩ song, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, Ninh Hạ cười khẽ một tiếng. Cười cái gì? Ta đang cười, tại sao ta còn sống sót. Ninh Hạ trong mắt không có một tia sáng, sinh mệnh ở trong miệng nàng phản phất là cái không quan trọng gì đồ chơi nhỏ. Ngươi liền muốn chết như vậy? Nếu nàng về tới tìm các ngươi báo thù, cùng ngươi hiện tại chết trước khác nhau ở chỗ nào? Dĩ song đối với loại này trường học bá lăng người không có bất kỳ hảo cảm, nếu như không phải phó bản đối mặt loại này người bị hại trở về chuyện báo thù nói không chắc mình còn có thể vỗ tay bảo hay đáng tiếc không phù hợp chủ nghĩa xã hội làm sao có thể nhất dạng đâu lúc trước là ta để những người khác nhân đi bắt nạt nàng ta mới là kẻ cầm đầu ai biết ngày hôm nay người bị hại lại đã biến thành ác quỷ dĩ song không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn ninh hạ là ngươi ninh hạ nhắm mắt lại cười khổ một tiếng đối là ta ta đố kỵ nàng, vì thế. chuyện sau đó liền không cần lại nói, nữ nhân lòng ghen tị, lại như độc dược nhất dạng, không chỉ có hội độc chết đối phương, người mang độc dược người cuối cùng cũng sẽ tự thực ác quả. mang nàng tới v đúc c, tiện nát y phục của nàng, ở trên người nàng đổ nước lạnh, còn đem nàng đầu nhấn ở trong bồn cầu, đem nàng sách vở bài tập toàn bộ xé nát, trong ngăn kéo bày đặt xà thử đến dọa nàng, bị đặt nàng nói nàng sau lưng cùng lão nam nhân tốt hơn, là cái dâm, hoa đảng, phụ, nói cho thầm mến nàng nam sinh, để người kia đi khinh bạc nàng. Từng việc từng việc trong sân trường hắc ám, từ ninh hạ trong miệng nhẹ nhàng mà liền nói ra, mà những chuyện này người thi hành, mới bất quá 16 tuổi. Chương 6 Khải Minh Trung học 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ song mắt lạnh nhìn cái này đã điên mất người, ta không nên cứu ngươi, ngươi chết rồi cũng là xứng đáng. Không, không đúng, ngươi tự sát nhiều đơn giản a, à, nên giữ lại ngươi để đàm chiêu chiêu trả thù, dựa vào cái gì những người khác đều chịu chỉ một mình ngươi chạy trốn. Ninh Hạ 16 tuổi phạm sai lầm ngộ, không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền có thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới đây, dĩ song trạm lên muốn rời khỏi, thế nhưng đi tới cửa thời điểm ngừng một chút. Vu hiểu hiểu cũng tham dự sao? Nàng muốn biết cái này nữ hài tử lại là xảy ra chuyện gì, xem bức ảnh Vu Hiểu Hiểu nên hòa đàm Chiêu Chiêu quan hệ không tệ. Vu Hiểu Hiểu. A, à, ha ha, nàng a, à, có điều là cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân thôi. Ninh Hạ che con mắt của chính mình, nhấc lên Vu Hiểu Hiểu nàng cười lạnh một tiếng. Đàm Chiêu Chiêu bị ta bắt nạt thời điểm, Vu Hiểu Hiểu động cũng không dám động, ta làm cho nàng tự tay xé nát nàng bằng hữu tốt nhất sách bài tập ta cho rằng nàng hội do dự, không nghĩ tới. Ha 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 ha, Ninh Hạ lại đại bật cười. Không nghĩ tới a, à, nàng không chỉ có xé nát sách bài tập, nàng còn ở đàm chiêu chiêu chỗ ngồi nhồi vào đồ bỏ đi, còn cười hỏi ta có đủ hay không. Nói tới vô hiểu hiểu trước đây những chuyện kia, Ninh Hạ trên mặt mang theo châm chọc nụ cười, chính nàng là cái kẻ ác không giả, thế nhưng nàng cũng chán ghét vô hiểu hiểu loại này tiểu nhân cầm cho nàng hồi phục nhưng là một đạo đóng cửa âm thanh, nhìn không có một bóng người giáo y thất, Ninh Hạ lần thứ hai phát sinh điên tiếng cười. "Ninh Hạ, vô hiểu hiểu, Đàm Chiêu Chiêu, mấy người này quan hệ đã sơ làm rõ, hiện tại còn lại liền còn có Chu lão sư." Dĩ Song dự định tìm được trước đồng bạn, hay là bọn họ nơi đó được nàng không biết tin tức. Nhưng mà ở tự học buổi tối thời điểm, chút như ý liền chưa từng xuất hiện. Thậm chí rừng cây nhỏ cùng tầng cao nhất cầu thang nơi đó cũng không có bất kỳ người nào lưu lại tin tức. Dĩ Song đi đến phòng học văn phòng, nàng nhớ tới Hà Kha cùng Lý Tương là nhậm khóa lão sư, theo lý mà nói nên ngốc ở văn phòng. Nhưng là khi nàng đi tới văn phòng thời điểm, phát hiện chỉ có Chu lão sư một người ở nơi đó. Đồng học, Chu lão sư cười người hiền lành dáng vẻ, nhưng là Dĩ Song nhưng không nhịn được lui về phía sau. Đồng học ngươi là có vấn đề gì muốn hỏi sao? dĩ song nhanh chóng lắc lắc đầu nói rồi tiếng xin lỗi quấy rối xoay người liền chạy nhưng mà nàng không thấy chính là ở nàng xoay người trong nháy mắt nguyên bản ôn hòa chu lão sư trên người bốc lên từng tia một khói đen buổi tối lớp học cách ngoại an tỉnh dĩ song nguyên tưởng rằng là tự học nguyên nhân nhưng là khi nàng trải qua phòng học thời điểm đột nhiên phát hiện bên trong không có ai nàng mau mau chạy đến sát vách phòng học cũng là không có một người chỉnh đóng lớp học tổng cộng 3 tầng mỗi tầng tứ phòng học, bên trong một học sinh đều không có. Không chỉ học sinh không có, mặt khác một gian phòng học văn phòng cũng không có ai, dĩ song không dám trở lại chu lão sư nơi đó, nàng chỉ có thể tạm thời trở lại vị trí của mình, ngồi chờ chờ. Cho tới chờ cái gì? Dĩ song biết ngày hôm nay nàng hành động đã bị một người nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, cửa phòng học đi ra tiếng bước chân, đợi được tiếng bước chân đình chỉ thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, là vu hiểu hiểu cùng với sau lưng nàng đã toàn thân khói đen quấn quanh người chu lão sư xem ra ngươi biết ta sẽ đến vu hiểu hiểu an vị ở dĩ sông phía trước hai tay chống cầm bãi làm ra một bộ dáng vẻ khả ái cười hì hì cùng nàng nói chúng ta tới chơi cái trò chơi đi ngươi nếu là thành công ta liền thả ngươi ly khai vu hiểu hiểu nói lời này căn bản không phải là cùng dĩ sông thương lượng chỉ thấy khóa trong phòng phát sinh biến hóa long trời lở đất trống rỗng phòng học nhồi vào học sinh, bọn học sinh chính đang đùa giỡn trước, mà dĩ xong cũng rõ ràng cảm giác được tầm mắt của chính mình phát sinh ra biến hóa. nàng biến ải. quả nhiên, khi nàng chăm chú tra xét sau, phát hiện mình đã trở lại sơ trung thời điểm, chu vi học sinh chính là mình sơ trung đồng học, mà mình sơ trung, tịnh không phải đặc biệt vui vẻ. đùng một cái bàn tay vỗ vào bàn của nàng trước mặt, người tới là một cái nhuộm màu đỏ tóc ngắn nữ hài tử trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Yêu, nhìn ai tới, này không phải chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân dĩ song sao? Nữ hài tử đầy âm thanh ở dĩ sông vang lên bên tai, âm thanh này là nàng đã từng ghét nhất tối căm hận âm thanh. Tại sao không nói chuyện? Ngày hôm qua đem lệ tô mang lúc đi không phải rất thần khí sao? Làm sao đối phương thấp hạ thân tử, ở dĩ sông bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Hiện tại biết sợ. Dĩ xong trong mắt lưu quan hơi chuyển động, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái tay đem đối phương nhấn ở trên bàn sách, đồng thời trực tiếp dời đi đối phương hai cái tay. Mà làm xong những này, thời gian cũng chỉ quá khứ ngăn ngắn vài giây thôi, mặt với trước mắt đột phát trạng thái, tóc đỏ nữ tử sửng sốt một hồi, lập tức liền vang lên sắc bén tiếng kêu thảm thiết. A a a a a đau quá. Nữ biểu tử. Ta muốn giết ngươi. Ngươi tận nhiên dám nữ tử thoại không nói gì liền bị dĩ xong giờ đi lại ba nàng xoay người nhìn nguyên bản đứng nữ tử phía sau hai cái tùy tùng nói nói đi lệ tô hiện tại người ở đâu bên trong không nói ta liền đưa cái này nhân ném ra ngoài cửa sổ bọn họ vị trí là lầu hai quăng không chết nhân hai cái tùy tùng cũng là không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy hai người phản ứng lại sau nhìn tóc đỏ nữ tử một chút dĩ nhiên trực tiếp chạy mất dĩ song nhìn một chút bị mình dời đi cầm nữ tử không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là càng làm đối phương cầm mặt lên đi nhưng là đối phương phát hiện mình có thể nói chuyện sau câu thứ nhất vẫn như cũ vẫn là thô tục dĩ song nhấn trụ nàng tay gia tăng một điểm khí lực rất nhanh đối phương liền không nói lời nào bởi vì quá đau dĩ song cũng bất hòa đối phương phí lời chỉ hỏi lệ tô ở nơi nào nói rồi ta liền thả ra ngươi vừa bắt đầu, tóc đỏ nữ tử câm miệng không nói chuyện, mãi đến tận chi hậu dĩ xong từ từ gia tăng khí lực trên tay. Cuối cùng vẫn là gian không được, khóc lóc hô sinh tha. Ngươi thả ra ta. Nàng. Nàng ở thể dục quán trong kho hàng. Lúc nói chuyện còn làm bộ khóc thúc thiết. Dĩ xong được đáp án sau, buông ra trói lại nàng tay, đem nàng vứt tại địa phương, cũng mặc kệ đối phương trật khớp cánh tay, ly mở ra phòng học đi tới cửa kho hàng khẩu, trước mắt cửa sắt là đóng lại, dĩ song trong lòng biết sau đó sẽ phát sinh cỡ nào hỏng bét sự tình, nàng không muốn bị kéo dài thời gian. Liền, một tiếng kịch liệt tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cửa sắt bị dĩ song bạo lực đá văng ra. Bên trong ba nam nhân vây quanh một cái đẹp đẻ nữ học sinh, trọng điểm. Nam nhân, ba cái thành niên nam nhân, không phải dĩ song bọn họ loại này học sinh trung học. Nhìn thấy dĩ song xuất hiện thời điểm, ba cái xúc sinh còn tưởng rằng là nữ sinh xinh đẹp giao hàng tới cửa nhưng mà dĩ song nói cho bọn hắn biết không phải nữ sinh xinh đẹp giao hàng tới cửa là đẹp để bạo lực nữ sinh tự mình tới cửa hành hung xúc sinh cửa kho hàng bị giam lên bên trong vang lên nam nhân tiếng kêu thảm thiết sau đó không bao lâu cửa sắt lần thứ hai bị mở ra lệ tô bị cởi dây đẩy đi ra còn truyền đến dĩ song thanh âm lạnh như băng nhớ tới báo cảnh sát Mung lại đóng lại, chỉ có điều bên trong đã không có âm thanh, lệ tô tri đạo này ba cái xúc sinh miệng bị băng dáng niêm phong lại. Nàng lão đảo chạy hướng bảo an đình, để bảo an báo cảnh sát, đại khái sau 10 phút, xe cảnh sát đi tới trường học. Mà lúc này, dĩ song cũng đã ngồi ở nhà kho bên ngoài ngoài cửa sắt, uống lệ tô lấy tới bình nước ở từng ngụm từng ngụm uống nước. Vận động dữ dội qua đi, thân thể vẫn là rất khuyết lượng nước. Dĩ song nhìn mình nhỏ một vòng bàn tay, tâm lý ám đạo học sinh trung học sức mạnh quả nhiên còn chưa đủ đại. Làm cảnh sát đi tới cửa kho hàng khẩu thời điểm, dĩ song đẩy ra cửa sắt, ba cái thành niên nam nhân bị băng gián vững vàng trói lại, chính ở trong hôn mê. Cảnh sát không chỉ có mang đi này ba nam nhân, cũng đem dĩ song cùng lệ tô cũng dẫn theo trở lại, thậm chí ở dĩ song nhắc nhở dưới, tóc đỏ nữ tử cũng bị mang tới xe cảnh sát. Cùng lúc đó, ngồi ở trên xe cảnh sát dĩ song hai tay nhấc lên, hướng về phía trước không khí dùng sức xé một cái, một đạo vết nứt xuất hiện. Lần thứ hai mở mắt thời điểm, dĩ song phát hiện mình trở về, quả nhiên, vừa hết thảy đều là ảo cảnh. Còn thỏa mãn ngươi vừa nãy nhìn thấy sao? Dĩ song nhếch lên hai chân, nhìn trước mắt vẻ mặt không rõ vu hiểu hiểu. Vào lúc này, phải gọi ngươi đàm chiêu chiêu, đúng không? Vu hiểu hiểu, nở nụ cười, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, ân, rất hài lòng, cái này trò chơi nhỏ ngươi thông qua, ngươi đi thôi. Dĩ song không có đi, nàng nhìn về phía, vu hiểu hiểu, phía sau chu lão sư, hỏi. Vậy hắn đâu? Nếu như trước ba người là bắt nạt ngươi, Ninh Hạ là kẻ cầm đầu, vu hiểu hiểu là bỏ đá xuống giếng, này chu lão sư lại là nhân tại sao? Có phải là ngươi hướng cầu mong gì khác cứu lại bị bỏ mặt? Vừa dứt lời, một con trắng xám tay chặn lại dĩ song ít hầu, vu hiểu hiểu, a à không hiện tại hẳn là đàm chiêu chiêu nàng sinh khí cho ngươi cơ hội ngươi không muốn nhất định phải ở tìm đường chết biên giới thăm dò ngươi không có hỏi dò ta quyền lực đàm chiêu chiêu thật sự bị làm tức giận tàn nhẫn mà bóp lấy cổ của nàng nhưng là dĩ xong không lùi mà tiến tới nàng tay trái nắm chặt bóp lấy cánh tay của chính mình dùng sức uống một cái ca lạp đàm chiêu chiêu tay trật khớp cỡ nào quen thuộc thủ pháp này không phải là ảo cảnh trung dĩ xong dùng tới đối phó cái kia tóc đỏ tay của cô gái đoạn sao. Đàm chiêu chiêu lúc này nội tâm cực kỳ kinh ngạc, bởi vì này cơ bản là không thể xuất hiện cảnh tượng. Nàng tịnh không phải nhân, nhân loại không thể tay không liền có thể tiếp xúc được mình hội chớ nói chi là xoay đi cánh tay của chính mình. Ngươi là ai? Đàm chiêu chiêu nhanh chóng lui về phía sau, chu lão sư cả người khói đen che ở đàm chiêu chiêu trước mặt. Ngươi không phải là loài người, ngươi đến cùng là ai? Đàm Chiêu Chiêu trong mắt tràn ngập cảnh giác, lẽ nào là một lĩnh vực khác quỷ quá sao? Nhưng là nàng Tịnh không có từ dĩ xong trên người cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Mà một bên khác dĩ xong, tương tự cũng có chút bị sợ rồi, nàng là không nghĩ tới, cái gọi là bốt lại có thể như thế giòn. Nàng một tay là có thể dời đi cánh tay của đối phương. Nhược bạo. Nhìn không nói lời nào dĩ xong, Đàm Chiêu Chiêu toàn đen con mắt lộ ra hung quang. Một giây sau, Chu lão sư liền hướng về Dĩ Song đưa tay. Đàm Chiêu Chiêu tưởng tượng cảnh tượng vẫn như cũ không có phát sinh, Dĩ Song vẫn là tay không đỡ. Tay không? Đỡ một cái quỷ công kích. Ngươi quả nhiên không phải là loài người. Ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà, bị Chu lão sư công kích Dĩ Song nghe được Đàm Chiêu Chiêu gào thét, nội tâm đột nhiên cảm thấy một trận bất đắc dĩ, luôn cảm giác cảnh tượng này sau đó còn sẽ xuất hiện rất nhiều thứ. Ta là nhân loại A, đúng là nhân loại. Chương 7 Khải Minh Trung học 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đàm chiêu chiêu không tin cái này nữ nói chuyện ma quỷ, lại còn dám nói mình là nhân loại. Phi Chu lão sư trên người hắc khí càng thêm dày đặc, mỗi lần công kích dĩ xong trên cánh tay mang theo trước khói đen đều mang theo ăn mòn hiệu quả, tiếp xúc bất kỳ đông tây đô bị ăn mòn ra một cái khẩu tử nhưng là dĩ song tịnh không có bị thương, vừa bắt đầu nàng nhìn thấy cái này ăn mòn thời điểm, nàng cũng là có kiên kỵ. Nhưng mà sau đó vạn bất đắc dĩ tiếp xúc được chu lão sư thời điểm, liền phát hiện trên người hắn mang theo ăn mòn sức mạnh đối mình vô hiệu. Dĩ song tuy rằng mình cũng không hiểu tại sao, thế nhưng nàng biết đây là tốt nhất phản kích thời điểm. Liền đàm chiêu chiêu liền trơ mắt nhìn thuộc hạ của chính mình chu lão sư, bị dĩ song một cước đá đến trên tường hắn đã không phải người đúng không? Còn ở sững sờ trung đàm chiêu chiêu theo bản năng gật gật đầu, sau đó nàng liền nhìn thấy, dĩ song đem chu lão sư dời đi tứ chi. Ta cảm thấy chúng ta có thể chăm chú nói một chút. Dĩ song một lần nữa ngồi trở về, nếu cái này phó bản bút tạm thời thương không được mình, như vậy nhất định phải nhân cơ hội này nhiều muốn một điểm tin tức. Kỳ thực dĩ song tưởng thử một lần đối đàm chiêu chiêu động thủ, nhưng là kể từ khi biết đây là một hồi trường học bá lăng thời điểm nàng thì có điểm không xuống tay được không chỉ có không xuống tay được thậm chí còn muốn giúp trước đối phương giải quyết đám cặn bã kia nói một chút ngươi không tư cách đó không giống với dĩ sông mang theo đồng tình tâm thái đàm chiêu chiêu chỉ cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ nguyên bản nằm xuống chu lão sư xuất hiện lần nữa ở dĩ sông sau lưng nhân loại hai tay đã đã biến thành hai cái sắc bén đao nhọn dù cho dĩ song phản ứng nhanh hơn nữa, nàng cánh tay vẫn như cũ bị hoa tổn thương. Nhìn tỏa ra ti ti khói đen vết thương, dĩ song cảm giác trong cơ thể mình dòng máu như là đang sôi trào nhất dạng. Mà ở đàm chiêu chiêu xem ra, dĩ song như là hoàn toàn thay đổi, không chỉ là bề ngoài, kể cả mùi của nàng cũng thay đổi, trở nên càng thêm dọa người tăng thêm sự kinh khủng. Thật không biết đến cùng ai mới là quỷ. Dĩ song không biết, nàng lúc này, tóc trắng phao, trên mặt sinh ra hoa sen tự hoa văn yêu dị lại đẹp đẽ nàng nhằm phía chu lão sư trực tiếp nắm lấy hai tay của đối phương ra bên ngoài lôi kéo dĩ nhiên sống sờ sờ liền đem chu lão sư cánh tay tê kéo xuống ngẩn quỷ hóa chu lão sư phát sinh gầm lên giận dữ nhưng là này thì có ích lợi gì đâu chí ít là chu lão sư đè lên dĩ xong bây giờ đã đã biến thành dĩ xong không ngừng hành hạ đến chết ác quỷ ngoại trừ cánh tay chu lão sư hai chân cũng bị lôi kéo rơi mất dĩ xong một cái chân đạp ở chu lão sư thân người thượng nhìn đàm chiêu chiêu chậm rãi thở ra một cái bạch khí đàm chiêu chiêu cảm giác mình như là bị một con hung thú khẩn nhìn chằm chằm bình thường trong lòng cảnh linh không ngừng vang lên tại dĩ xong dự định công kích nàng thời điểm đàm chiêu chiêu lập tức hóa thành khói đen biến mất ở phòng học trung dính mồ hôi cảm đột nhiên hướng dĩ song kéo tới không trung xuất hiện một luồng sóng nước văng trống rỗng phòng học chậm rãi biến trở về tự học buổi tối dáng vẻ. Theo tan học tiếng chuông reo khởi, dĩ xong cũng khôi phục lại dáng dấp lúc trước, trên cánh tay vết thương đã hoàn toàn khép lại. Nàng xoay người hướng phía sau nhìn lại, chút như ý trở về, chỉ là tình trạng của nàng tịnh không tốt. Trên người nàng tất cả đều là từng đạo từng đạo bị hoa thương vết thương, có chút còn đang chảy máu, nhưng là hiện tại giáo y thất đã không ai cũng may chút như ý tinh thần nằm ở tỉnh táo trạng thái, nàng suy nhược mà đối dĩ xong nói. Đem trên bàn này bình dược đút cho ta. Này vừa mới dứt lời, nàng trên bàn đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ bình nhỏ, dĩ xong cũng không có hỏi đây là cái gì, mở ra cái nắp sau trực tiếp quán tiến vào chút như ý trong miệng. Ngô! Uống xong này bình dược sau, suy yếu đắc sắp bỏ xuống chút như ý như là hồi quan phản chiếu nhất dạng, không chỉ có vết thương bắt đầu khỏi hẳn, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng chậm chậm hồng hào lên. Tiếp theo dĩ song liền nhìn thấy, chút như ý trong tay lần thứ hai đột nhiên xuất hiện một cái lam chiếc lọ, uống xong sau tinh thần của nàng trạng thái cũng khôi phục. Hai chiếc lọ, liền có thể làm cho một cái gần chết trạng thái người khôi phục lại mãn huyết. Dĩ song nhìn chút như ý ánh mắt trong nháy mắt lượng lên, đây là cái gì? Hồng chiếc lọ cùng lam chiếc lọ, một cái khôi phục sinh mệnh một cái khôi phục tinh thần, phó bản trong thương thành có chút như ý cùng dĩ song chậm rãi hướng về trong túc xá đi, vừa tẩu biên tán gẫu phó bản tin tức. Ta gặp phải chu lão sư, cái kia ác quỷ dựa vào đàm chiêu chiêu quỷ khí vô cùng mạnh mẽ, ta cùng hà kha liên thủ thiếu chút nữa cũng bị giết chết, các ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. chu lão sư Dĩ song mặt trong nháy mắt vạn vẹo một hồi, này không phải là bị tay mình xé thành nhân trệ đồ bỏ đi sao? dĩ xong không có nói mình đã gặp được chu lão sư hòa đàm chiêu chiêu đồng thời đánh một trận sự tình dù sao liền lão ngoạn gia đều không thể ứng đối chớ nói chi là bọn họ loại này người mới nàng căn bản không biết nên giải thích như thế nào mình là làm sao từ trong tay bọn họ trốn ra được huống chi mình còn có một cái chủng loại vấn đề còn sao giải quyết đâu lẽ nào mình thật sự không phải người sao không 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 nàng khẳng định là một nhân loại này nhất định là nơi nào gặp sự cố. Dĩ song quơ quơ đầu, tiểu tâm giật giật hỏi một vấn đề. Các ngươi là không phải có một loại nào đó vượt quá sức mạnh của nhân loại. Chúc như ý rất dứt khoát gật gù, dù sau này không phải cái gì cơ mật tin tức, mỗi người ở phó bản bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều phải nhận được dị năng, chỉ có điều dị năng là cái gì liền xem ngươi tự cái. Dĩ song muốn hỏi một chút nàng là cái gì, có điều nếu chúc như ý không chủ động đề, mình cũng không tiện hỏi. Dị năng, không nên cùng xa lạ ngoạn gia nhất lên. Dĩ song trong lòng còn ở xoắn suýt thời điểm, chút như ý lại bù đắp một câu nói như vậy, câu nói này trực tiếp bỏ đi nàng ý nghĩ. Này! Được dị năng thời điểm hội có dị thường gì trạng thái sao? Dĩ song tưởng biết mình vừa có thể tay xé chu lão sư trạng thái, có phải là đại diện cho mình đã có dị năng? Không có dị thường gì trạng thái A, chính ngươi hội cảm giác được. Huống hồ ngươi có dị năng sao, ngươi bản cũng sẽ phát sinh thay đổi. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Dĩ song bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu không là chút như ý còn ở bên người, nàng hiện tại đã nghĩ lôi ra bản tra nhìn một chút. Chờ vừa đến ký túc xá thời điểm, dĩ song liền kéo dài mặt của mình bản, ở năng lực này một cuộc biểu hiện trước. Xúc quỷ Nhìn hai chữ này, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Xúc quỷ là có thể tiếp xúc được quỷ ý tứ thật sao nhưng là mình trước rõ ràng không chỉ là có thể tiếp xúc còn kém điểm diệt đối phương trò chơi này ra bút dĩ sông nho nhỏ thanh nhắc tới trước ngày thứ hai bọn họ tụ tập ở rừng cây nhỏ thời điểm đột nhiên phát hiện nguyên bản sáu cái ngoạn trong nhà đã đã biến thành bốn cái trương chí hào cùng lý tương đều không ở ngày hôm qua hẳn là bốt lần thứ nhất phát động công kích các ngươi ngày hôm qua nên đều không có nhìn thấy những người khác đúng không hà kha một bên hút thuốc một bên cấp dĩ xong cùng đồng kỳ giảng giải cùng dĩ xong hoàn hảo trạng thái so với đồng kỳ liền thê thảm hơn nhiều hắn không còn một cánh tay đây là đưa cho chu lão sư lễ vật cũng còn tốt đưa một cánh tay không phải vậy ta căn bản không sống sót được nói một chút đi các ngươi trải qua cái gì ta cũng hảo cùng chút tiểu thư cho các ngươi tham khảo một chút Hà Kha phun ra một cái yên nói rằng. Đồng kỳ cùng dĩ song nhất dạng, đều là đột nhiên phát hiện trường học học sinh cũng không thấy, chỉ có chỉ còn dư lại chu lão sư. Đối mặt đàm chiêu chiêu nói ra trò chơi, hắn không có bất kỳ lựa chọn, thật vất vả từ ảo cảnh trung đi ra, trả giá chính là một cánh tay. Dĩ song cũng theo nói rồi mình tao ngộ, có điều nàng không có đề cập đến mình đem chu lão sư đánh một trận, chỉ nói là qua cửa trò chơi sau đàm chiêu chiêu liền để nàng ly mở ra các ngươi gặp phải ảo cảnh bên trong là cái gì ta là khi còn bé ở trường học bị người cướp đoạt đông tây sự tình hà kha nói xong chút như ý tiếp theo lời nói của hắn ta là sơ trung gặp phải một cái gã bị ổi người thứ ba là đồng kỳ ta cũng khi còn bé đến trường chuyện đã xảy ra bị lão sư thể phạt đến phiên dĩ xong nàng dừng một chút nói ta là sơ trung thời điểm bằng hữu tốt nhất bị trường học bá lăng dẫn đến cái chết ta ở ảo cảnh trung đem nàng cứu ra. Mỗi người ảo cảnh đều cùng trường học có quan hệ, đều là phát sinh một ít rất việc không tốt. Xem ra, cái này phó bản chủ đề chính là trường học bá lăng. Đồng kỳ có chút nghi hoặc, hắn hướng hai cái lão ngoạn gia dò hỏi. Là không phải chúng ta đem quỷ giết liền có thể ly mở ra. Dựa theo bình thường trò chơi phó bản tới nói, giết chết cuối cùng phó bản bốt liền đại biểu qua cửa. Nhưng là bọn họ cái này không được, Đàm chiêu chiêu bọn họ căn bản không có cách nào giết chết. Đương nhiên, ngoại trừ dĩ xong. Phó bản không thể đặt một cái căn bản là không có cách qua cửa phương pháp cho chúng ta, vì thế qua cửa cái này phó bản, không nhất định phải giết chết đối phương. Chút như ý trước gặp được một ít phó bản cũng là dựa vào dùng trí, mỗi cái phó bản qua cửa phương thức đều không nhất định. Hoặc là nói, giúp nàng giải quyết đi còn lại đã từng trường học bá lăng người dĩ song đột nhiên đưa ra một cái đề nghị nói như vậy trường học bá lăng người bị hại to lớn nhất hy vọng không phải là trả thù những kia bắt nạt nàng người sao không chuyện này không có khả năng lắm hiện ở trước mắt tới nói đã chết rồi ba người chu lão sư tuy rằng còn không biết đã làm gì nhưng cũng đã đã biến thành quỷ vu hiểu hiểu thân thể bị đàm chiêu chiêu chiếm đi liền còn lại ninh hạ không có chết chúc như ý lẩm bẩm nói Đột nhiên Hà Kha như là nghĩ tới điều gì, hỏi một câu. Ninh Hạ hiện tại ở nơi nào? Không có một người có thể trả lời, dĩ song cùng chút như ý ngày hôm nay không biết làm sao, đối Ninh Hạ người này ép căn bản không hề quá chú ý. Thế nhưng đây là không bình thường, làm cái cuối cùng bị trả thù người, Ninh Hạ tồn tại lẽ ra phi thường dễ thấy mới đúng. Nguy rồi. Chúng ta phải tìm được Ninh Hạ mới được ninh hạ vừa chết cái này phó bản chúng ta liền không cách nào qua cửa chúc như ý sắc mặt cực kỳ khó coi nàng cũng không cố thượng giải thích để bọn họ trước tiên đi tìm nhân vì an toàn bọn họ vẫn là hai hai một tổ dĩ xong cùng chúc như ý trở lại phòng học quả nhiên nhân không ở bọn họ hỏi một hồi chu vi đồng học thế nhưng không có một người nhìn thấy ninh hạ tại sao phải tìm được nàng đối mặt dĩ xong nghi vấn chút như ý chỉ có thể đơn giản trả lời. Quỷ là có chấp niệm, cái này phó bản cũng là bởi vì quỷ chấp niệm mới tồn tại, nếu như tất cả mọi người đều chết rồi, chấp niệm liền không ở, như vậy cái này phó bản sẽ kéo hủy diệt. Mà chúng ta cũng sẽ theo phó bản đồng thời biến mất. Cái này cũng là chút như ý sắc mặt càng ngày càng khó coi nguyên nhân. Nàng cũng không muốn chết ở phó bản bên trong. Xen vào phiếu tên sách. Chương 8 Khải Minh Trung học 8 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Các nàng chạy khắp cả chỉnh đống lớp học, vẫn như cũ không tìm được nhân, liền ngay cả mái nhà nơi đó bọn họ cũng tra xét, không có ai. Người này đến cùng đi nơi nào nha? Còn lại bốn người đều rất lo lắng, bọn họ đã tổn thất hai cái ngoạn nhà. Dĩ song cùng chút như ý trạm đang dạy học lâu cửa lớn, dĩ song đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ninh hạ lúc trước lần thứ nhất bắt nạt đàm chiêu chiêu là ở nơi nào đối với người bị hại tới nói ký ức sâu sắc nhất hay là chính là lần thứ nhất thời điểm đàm chiêu chiêu giết chết ninh hạ phương thức nhất định là nhảy lầu bởi vì đây là nàng tử vong phương thức nàng muốn tất cả mọi người đều nếm thử lúc trước tuyệt vọng ngoại trừ lớp học bốn tầng cao đồ thư quán cũng có thể có đầy đủ độ cao đi đồ thư quán dĩ song mang theo chút như ý chạy hướng đồ thư quán nơi đó theo khoảng cách từ từ thu nhỏ lại, dĩ song chú ý tới bọn học sinh đang chậm chậm biến mất. Khi nàng bước vào đồ thư quán thời điểm, quen thuộc dính mồ hôi cảm hướng nàng kéo tới. Lần này, nàng đã biến thành người khác. Dĩ song nhìn cùng mình hoàn toàn khác nhau tay, mình vị trí vẫn như cũ là ở một gian phòng học bên trong. Số học lão sư trạm đang buộc giảng thượng chính thao thao bất tuyệt giảng trước đề, dĩ song nhìn một chút để lên bàn toán học thư, mở ra lần đầu tiên, mặt trên viết cao một sáu ban đàm chiêu chiêu. Mình là đã biến thành đàm chiêu chiêu dáng vẻ. Nếu không là còn ở trên lớp, dĩ song đã nghĩ tìm cái tấm gương nhìn hiện tại mặt của mình. Mãi mới chờ đến lúc khi đến khóa, nàng vội vàng từ trong bọc sách tìm tìm, cũng còn tốt đối phương thật sự có một gương soi mặt nhỏ. Mở ra tấm gương cái, quả nhiên trong gương cho thấy đã không phải dĩ song mặt. Khuôn mặt này dĩ song ở qua báo chí từng thấy là thuộc về đàm chiêu chiêu mặt lẽ nào mình tiến vào thân thể của nàng? Không, đây là đàm chiêu chiêu bố trí ảo cảnh, nhưng là tại sao muốn đem ta biến thành nàng dáng vẻ? Dĩ song buồn bực nhỏ giọng nói rằng. Đang lúc này, một bóng người đi tới bàn sách của nàng trước, dĩ song ngẩng đầu nhìn lên, lại là ninh hạ mang theo hai cái tùy tùng đi tới, nàng một cái tay chống đỡ ở trên bàn, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Chúng ta cùng tiến lên VWC đi. Xem dáng dấp của bọn họ, liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì, Dĩ Song đầu tiên là cười từ chối bọn họ. "Không cần, ta không vội." Nhưng là Ninh Hạ mới mặc kệ nàng gấp không vội, huống hồ dẫn nàng đi về đúc xe căn bản là không phải là bởi vì cái này. Nàng trực tiếp nắm lấy Dĩ Song cánh tay, tưởng mạnh mẽ hơn dẫn nàng đi, nhưng là bây giờ đàm chiêu chiêu trong cơ thể linh hồn là Dĩ Song. "Đừng nói Ninh Hạ như thế một cái 16 tuổi tiểu cô nương." coi như là một cái 16 tuổi nam hài tử cũng chưa chắc có thể đem dĩ song lôi kéo lên. Ninh Hạ thấy mình dĩ nhiên không di chuyển được, đàm chiêu chiêu, tức giận đến mặt hơi đỏ lên, nàng đối hai cái tùy tùng khiến cho nháy mắt, mặt khác hai nữ sinh cũng quá đến giúp đỡ. Như vậy như vậy, dĩ song biết đại khái đối phương muốn làm gì, nàng ở trong lòng khẽ thở một hơi, vỗ bỏ đối phương sinh tới được hai đôi tay, mình chủ động chạm lên. Đi thôi, xem các ngươi gấp. Khi nàng lúc trời đi, lúc này mới phát hiện ngồi ở bên cạnh nàng chính là Vu Hiểu Hiểu, Đàm Chiêu Chiêu đã từng bằng hữu tốt nhất, nàng rõ ràng nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị kẻ ác mang đi, vẫn như cũ chỉ lo trước cuối đầu đọc sách, phản phất chuyện gì đều không phát sinh nhất dạng. Không chỉ có là nàng, chu vi hết thảy học sinh đều là như vậy, thậm chí có một cái cùng Dĩ xong đối diện qua đi, nhanh chóng quay đầu rời đi tầm mắt. Ninh Hạ đi ở phía trước, Dĩ xong là ở chính giữa phía sau cùng là hai cái tùy tùng, cái trận doanh này thực sự là cực kỳ giống áp giải phạm nhân. Đi tới cửa nhà cầu, nhìn thấy Ninh Hạ lúc tiến vào, bên trong hết thảy nữ sinh tất cả đều tự giác yên lặng lùi ra, mà sau lưng hai cái tùy tùng cũng dùng sức ở dĩ song sau lưng đẩy một cái, Ninh Hạ nhưng là đem một khối duy tu nhãn hiệu đặt ở cửa nhà cầu. Dĩ song đi ở VWC tận cùng bên trong, xoay người, nhìn trở nên kiêu ngạo Ninh Hạ, vẫn là tốt tính cười hỏi nàng không phải nói đi nhà cầu sao. Ninh Hạ Nanh cười một tiếng, phất phất tay, để hai nữ sinh nắm lấy dĩ song, nhưng mà một giây sau, hai cái nữ hài tử duỗi ra đến cánh tay liền bị dĩ song nắm lấy, nàng nắm lấy thủ đoạn của bọn họ, hướng về phía sau bọn họ xoay đi. Trong nháy mắt, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho hai người muốn dãy dụa lên, bọn họ một cái tay khác hướng về dĩ song phương hướng chọc tới mà dĩ song cũng tạm thời cũng không muốn gây ra quá to lớn sự tình, thừa dịp tay của bọn họ còn không đụng tới mình, liền buông ra bọn họ, còn đem bọn họ hướng về Ninh Hạ Phương hướng đẩy một cái. Nhìn thấy phản kháng, đàm chiêu chiêu, cùng với rác rưỡi nhất dạng tùy tùng, Ninh Hạ trong lòng càng thêm căm tức, nguyên bản thanh tú mặt bởi vì lửa giận trở nên xấu xí vô cùng, ngươi lại dám hoàng thủ. Tùy tùng lần thứ hai vọt lên, dĩ song trực tiếp trói lại hai người cánh tay, dưới chân nhẹ nhàng một đá, liền đem bọn họ lượt ngã trên mặt đất, thừa dịp ninh hạ còn không phản ứng lại, bóp lấy cổ của đối phương chống đỡ ở trên vách tường. Đàm chiêu chiêu khí lực không lớn, nhưng là dĩ song có chính là khí lực. Theo khí lực trên tay từ từ tăng thêm, ninh hạ mặt chậm rãi đã biến thành màu đỏ tím, bị bóp lấy cái cổ nàng căn bản là không có cách hô hấp. Ninh hạ song tay nắm lấy dĩ song tay, muốn đẩy ra ngón tay của nàng, thế nhưng nàng hiện tại đã cảm giác được đầu ván mắt hoa, từ từ mình cũng không có bất luận khí lực gì. Đột nhiên cổ của chính mình buông lỏng, vẫn đục không khí rốt cục tiến vào cổ họng của chính mình trung, Ninh Hạ cũng không để ý về đúc xê khó nghe mùi vị, con người từng ngụm từng ngụm hô hấp trước, trên đầu truyền đến ác ma âm thanh. Ngươi nếu là dám to gan trở lại, lần sau liền không phải thoải mái như vậy đã từng tiểu bạch thỏ nhất dạng đàm chiêu chiêu bây giờ ở ninh hạ trong lòng đã đã biến thành một cái ác ma giống như tồn tại, nàng ngã quỵ ở mặt đất, khóc đắt nước mắt nước mũi đều đi ra. Chi hậu, dĩ song thu dọn một hồi y phục của chính mình, mình một người trở lại phòng học, nhìn một tờ thư đều không có vượt qua vu hiểu hiểu, dĩ song đột nhiên tâm lý đùa ác tới. Nàng nhìn về phía vu hiểu hiểu, nói. Ninh Hạ nói rằng tiết khóa muốn ngươi đi một chuyến về đúc xe nha. Nói xong nàng cũng mặc kệ đối phương vẽ mặt gì, móc ra dưới tiết khóa sách giáo khoa chuẩn bị bài lên. Dĩ Song Nguyên cho rằng tự tay giải quyết đi Ninh Hạ sau, còn muốn ban Đàm Chiêu Chiêu giải quyết Chu lão sư hoặc là vu hiểu hiểu, nàng rõ ràng cái này ảo cảnh mục đích là cái gì, Đàm Chiêu Chiêu là muốn bọn họ từng cái từng cái chịu đựng nàng đã từng chịu đựng quá tuyệt vọng cùng thống khổ. Thế nhưng Dĩ Song phỏng chừng Đàm Chiêu Chiêu không nghĩ tới mình Dĩ Nhiên hội bạo lực phá cục chung vào học hưởng đắc trong nháy mắt đó, dính mồ hôi cảm đột nhiên hướng về dĩ song bao trùng tới, đợi được dĩ song lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, cảnh tượng lại khôi phục lại lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, tương tự số học lão sư, thời gian giống nhau. Đây là thời gian hồi tưởng. Dĩ song ở trong lòng âm thầm hỏi, nàng không hiểu đàm chiêu chiêu muốn lại tới một lần nữa cảnh tượng giống nhau. Rất nhanh, tan học, Ninh Hạ vẫn như cũ đi tới muốn nàng đi về đúc xe Lần này Dĩ Song không nói tiếng nào, ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng, nhìn thấy Dĩ Song biểu hiện, Ninh Hạ hơi nhỏ cao hứng, cho rằng đối phương đã sợ. Lần này ở trong nhà cầu, hai cái tùy tùng xông lên thời điểm, Dĩ Song vốn là muốn lại muốn thứ đem bọn họ đánh một trận, nhưng mà vào lúc này nàng mới phát hiện, sức mạnh của chính mình không có. Không chỉ có là khí lực, liền ngay cả đánh nhau chiêu thức cũng hoàn toàn không nhớ rõ thật giống như mình đúng là không biết võ bình thường học sinh nữ cấp 3 đàm chiêu chiêu nhất dạng. Vào lúc này, Dĩ Song mới rõ ràng vì sao lại có lần thứ hai, đây là muốn áp chế nàng Dĩ Song thực lực của chính mình, dùng đàm chiêu chiêu sức mạnh đến nói cho Dĩ Song. Phản kháng căn bản không hề có một chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Dĩ Song khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, cái này cười là cấp đàm chiêu chiêu. Liền phản kháng cũng không dám, đàm chiêu chiêu ngươi là tên rác rưởi sao? Dĩ Song ở trong lòng nói rằng, nàng không biết lời trong lòng của nàng Đàm Chiêu Chiêu có thể không nghe được, nếu như có thể nghe được vậy thì càng tốt. Tiếp đó, Dĩ Song liền bị hai cái nữ hài tự ép ngã trên mặt đất, bẩn thiểu sàn nhà đem sạch sẽ giáo phục làm bẩn, nàng tóc dài bị Ninh Hạ chọc vào trong tay, bị ép ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nhìn này mặt thật là đẹp mắt a. À. Ninh Hạ vuốt Đàm Chiêu Chiêu khuôn mặt, trong mắt toát ra hơi ướt ao, nhưng càng nhiều nhưng là đố kỵ cũng là bởi vì ngươi khuôn mặt này câu dẫn thật nhiều nam sinh đi thấp hèn ninh hạ dùng sức kéo lấy đàm chiêu chiêu tóc dĩ song bị đau không nhịn được trên khẽ một tiếng đau đi đau là được rồi ninh hạ như là điên rồi nhất dạng con mắt đều biến đỏ a à, muốn biết ta làm sao đẹp để sao ta có thể nói cho ngươi a à. dĩ song nhìn ninh hạ hai mắt trang làm ra một bộ đáng thương sinh tha vẻ mặt điểm ấy đúng là đâm trúng rồi ninh hạ trong lòng dục vọng nàng cũng là bởi vì đàm chiêu chiêu khuôn mặt đẹp sản sinh đố kỵ nếu như có thể trở nên càng xinh đẹp như vậy sau đó trường học được hoan nghênh nhất không chính là mình lạp ninh hạ tâm di chuyển nàng buông ra nắm lấy tóc tay hỏi ngươi nói một chút muốn làm sao làm sau đó để tùy tùng trước tiên thả nàng ngược lại ninh hạ không cảm thấy đối phương có thể trốn đi ra ngoài coi như thật sự chạy trốn có thể trốn tới chỗ nào. Dĩ song ấn ấn có chút tê dại cánh tay, đi về phía trước hai bước, nhỏ giọng đối ninh hạ nói. Ngươi nhất định phải ta ngay ở trước mặt mặt những người khác nói. Vạn nhất đến lúc. Nàng cố ý không nói nửa câu sau, chính là vì để ninh hạ mình não bù. Quả nhiên bị đố kỵ làm choáng váng đầu óc ninh hạ trước hết để cho tùy tùng ly khai VWC, ở ngoài cửa bảo vệ, tiếp theo trong cầu tiêu cũng chỉ có hai người bọn họ hiện tại ngươi đều có thể nói rồi đi, nếu là ngươi thật sự có thể. Ta sau đó cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhà ta là có tiền. Ninh hạ hai tay hoàng ngực, nhìn bẩn thiểu dĩ song. Khi dĩ song nở nụ cười một tiếng, cấp tốc nhằm phía cửa, đem cửa nhà cầu khóa trái, sau đó sấn ninh hạ còn không phản ứng, nắm lấy tóc của nàng sau này xả. A a a a đàm chiêu chiêu ngươi cái biểu, tử. Ta muốn giết ngươi bị kéo lấy tóc Ninh Hạ đau đến không được, nàng muốn bên ngoài tùy tùng đi vào, nhưng là môn đã bị khóa trái. Dĩ Song lôi nàng kéo nàng đi tới trước cửa sổ một bên, vừa thượng bày đặt một cái cây lau nhà, Dĩ Song cầm lấy cây lau nhà liền hướng Ninh Hạ trên người đánh, tuy rằng đánh nhau chiêu thức quên, nhưng thật sớm nàng còn nhớ đánh những địa phương kia sẽ không lưu lại dấu vết. Ninh Hạ bị đánh cho không chịu được, dưới sự tức giận, đoạt quá Dĩ Song trên tay cây lau nhà, hỗn loạn hướng về dĩ song đánh tới, vừa tác bên trong còn gọi trước. Đi chết ba đi chết đi. Dĩ song từ lâu dự liệu được bằng sức mạnh của chính mình nhất định sẽ bị đoạt đi cây lau nhà, liền nàng dẫn dắt Ninh Hạ Vương trên cửa sổ đánh, quả nhiên ở Ninh Hạ không có chương pháp gì vung đặt xuống, cây lau nhà gậy đánh vỡ cửa sổ pha lê. Pha lê nát rơi trên mặt đất, dĩ song mau mau nhặt lên một mảnh vụn, mà lúc này Ninh Hạ đã hoàn toàn bị lửa giận trùng bất tỉnh lý trí, căn bản không chú ý dưới chân mảnh kiến bể. Dĩ song nắm chặt mảnh vỡ, sấn ninh hạ gần người thời điểm, đột nhiên hướng đối phương va tới, ninh hạ bị đụng vào ở, cây lau nhà cũng đi ở một bên, có điều hiện tại dĩ song đã không cần cây lau nhà. Nàng đem mảnh vỡ một đầu khác đặt ở ninh hạ trong tay, ở nàng ánh mắt hoảng sợ trung, nắm chặt nàng tay, đem mảnh vỡ cắm vào trong thân thể của mình. Đến đây, dĩ song kế hoạch tiến hành đến hơn nữa chương 9. Khải Minh Trung học chính. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ song mới vừa vừa động thủ phát hiện mình không có sức mạnh thời điểm, trong đầu cũng đã cấp tốc nghĩ ra một ý kiến, nếu trường học bá lăng đại gia sẽ không nhúng tay đi quản, vậy nếu như là sát nhân chưa toại đâu. Mượn ninh hạ tay, đem mảnh kiến bể cắm vào trong bụng, tạo thành một loại ninh hạ muốn đẩy nàng vào chỗ chết ảo giác, kỳ thực điều này cũng tịnh không tính là ảo giác, dù sao ở Ninh Hạ bị hành hạ, đàm chiêu chiêu cuối cùng không cũng nhảy lầu bỏ mình sao. Ninh Hạ hoảng sợ nhìn trên tay nhuốm máu mảnh kiến bể, đã sợ đến không biết làm sao, mà lúc này dĩ song che vết thương, mở ra cửa nhà cầu, bên ngoài hai cái tùy tùng nhìn dĩ song miệng vết thương ở bụng, lại nhìn tới Ninh Hạ trong tay mảnh vỡ. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì, này không vừa xem hiểu ngay sao. Dĩ song cúi đầu, khóe miệng hơi làm nổi lên một tia độ cong, thế nhưng trong miệng nàng nhưng thê thảm kêu. Sát người. Có người muốn sát ta, cứu mạng. Nàng duỗi ra nhuộm huyết tay, tưởng phải bắt được tùy tùng, hai cái tùy tùng nữ hài tử trong nháy mắt sợ đến chạy đi. Dĩ song lão đảo chạy đến trên hành lang đi, chu vi học sinh cũng bị dọa đến hét trầm lên. Làm lớn đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ có huyên náo toàn giáo mọi người đều biết, việc này liền không cách nào dễ dàng rất nhanh sẽ vừa già sư đi tới hiện trường, nhìn một thân huyết đàm chiêu chiêu, mỗi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau gọi 120 xe cứu thương. Dĩ song dựa vào ở một cái lão sư trên người, nàng hai mắt trưng trưng, sắc mặt trắng bệt, một cái tay nắm chặt trước lão sư quần áo, thống khổ nói. Lão sư, Ninh Hạ muốn giết ta, nàng muốn giết ta. Vào lúc này, đã có lão sư đi hướng về xe kiểm tra, khi bọn họ lúc tiến vào, liền nhìn thấy Ninh Hạ vẫn như cũ ngồi ở VWC trên sàn nhà, trong tay vẫn như cũ nắm một mảnh nhún máu mảnh kiến bể. Mà Ninh Hạ như là không lấy lại tinh thần nhất dạng, nghe được to lớn tiếng vang sau, nàng chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy một đám lão sư học sinh tụ tập ở cửa nhìn nàng, không, bọn họ nhìn hay là trên tay mình hung khí. A a a a. Ninh Hạ vội vã đem trong tay hung khí ném xuống, nhưng đã lúc này đã muộn, tất cả mọi người đều nhìn thấy là nàng tay cầm mảnh kiến bể, mà người bị hại đã đầy người là huyết chạy ra ngoài. Nàng xong đời. Ninh Hạ không biết sự tình vì sao lại phát sinh thành như vậy, thế nhưng lần này nàng có khẩu không nói được, nàng xong đời. Cũng không lâu lắm, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới trường học, một cái mang đi dĩ xong, một cái mang đi Ninh Hạ. Nằm ở trong xe cứu thương dĩ xong lặng lẽ nhếch lên khóe miệng, nếu cảnh sát đã nhúng tay chuyện này, nàng liền không tin chi hậu ninh hạ còn có thể ở trong trường học xuất hiện đến đây trường học bá lăng nên cũng chấm dứt ở đây dĩ song nghĩ thật hay bởi vì đang lúc này nàng rõ ràng cảm giác được một nguồn sức mạnh đem mình chen ra ngoài ầm dĩ song ngã xuống đất nàng sờ sờ mình bị suất đau cánh tay nhìn chu vi một loạt bài giá sách nơi này nên chính là trong thư viện bộ không nghĩ tới ngươi đối mình như thế ngoan một đạo âm trầm âm thanh từ phía trước truyền đến dĩ song đứng lên đến đi vào tận cùng bên trong gian phòng vừa đẩy cửa ra liền phát hiện đàm chiêu chiêu cùng ninh hạ đang ở bên trong chỉ có điều một cái là ngồi một cái khác nhưng là bị trói gô treo ở giữa không trung lúc này đàm chiêu chiêu cũng không phải dĩ vãng kiều diễm dáng dấp trên đầu sừng nhọn trên tay móng vuốt sắc bén không thể nghi ngờ không đang nói rõ trước mắt cái này đã không phải là loài người dĩ song cũng không sợ nàng chơi đùa khủng bố trò chơi nhiều chính là bên trong các loại thiên kỳ bách quái hình dạng đều có, đàm chiêu chiêu hiện nay dáng vẻ tịnh không tính đáng sợ, nhiều lắm như là một cái không phải chủ lưu tạo hình thôi. Kỳ thực còn rất đẹp, dĩ song nội tâm lặng lẽ nghĩ trước. Nàng đi tới, an vị ở đàm chiêu chiêu bên người, nhìn đi trên không trung cực kỳ thống khổ ninh hạ, nàng hỏi. Ngươi định xử lý như thế nào nàng? Tượng trước nhất dạng đẩy nàng xuống lầu sao? Trước ba cái người chết đều là đàm chiêu chiêu đẩy xuống, nếu nàng lúc trước là nhảy lầu tự sát, như vậy những người này cũng phải dùng phương thức giống nhau kết thúc sinh mệnh. Đương nhiên không, đàm chiêu chiêu giữ tận nở nụ cười, này lợi cho nàng quá rồi. Vào lúc này, dĩ song mới nhìn thấy, ngoại trừ ninh hạ ở ngoài, vu hiểu hiểu cùng chu lão sư hai cổ thân thể liền nằm ở đàm chiêu chiêu bên chân, chỉ có điều trước bị cái ghế che khuất. Nàng mới vừa muốn nói gì, ầm cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, đi tới chính là chút như ý cùng đồng kỳ, không có hà kha bóng người. Bọn họ nhìn thấy dĩ song ngồi ở bốt bên người, cảm thấy vạn phần kinh ngạc, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ hai người mệt bở hơi tai, tinh lực đều không khác mấy bị tiêu hao hết, mà dĩ song nhưng không có cái gì không khỏe dáng vẻ. Chút như ý nghĩ đến trước bọn họ gặp phải vê đúc Xe ảo cảnh thời điểm, dĩ song cũng là duy nhất một cái cái gì thương đều không có người. Trong mắt của nàng sáng lên một cái, hay là trước mắt cái này tân ngoạn gia thức tỉnh rồi cái gì năng lực đặc biệt lúc này mới dẫn đến nàng đến thời khắc cuối cùng đều có thể tiếp tục sống sót như đúng là như vậy như vậy bọn họ qua cửa tỷ lệ thì càng lớn chúc như ý đang suy nghĩ gì dĩ xong không rõ ràng chỉ cảm thấy đối phương nhìn ánh mắt của chính mình đột nhiên trở nên làm người ta sợ hãi đều đến rồi a à, có muốn hay không trước tiên cho các ngươi thời gian suy nghĩ một chút sống thế nào trước cứu người này đừng nghĩ trước giết chết ta, giết ta, thế giới này sẽ toàn bộ đổ nát, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Đàm chiêu chiêu ngược lại không gấp, đồng thời còn rất có tâm tình nhìn bọn họ bận rộn. Đột nhiên, dĩ song cảm giác được một nguồn sức mạnh trải qua bên cạnh chính mình, hướng về đàm chiêu chiêu trên người tuôn tới, nàng quay đầu nhìn lại, chút như ý con mắt đã biến thành màu tím. Mà một bên khác, bị chút như ý sức mạnh kéo tới đàm chiêu chiêu căn bản không né không tàn, thẳng tắp bị sức mạnh của nàng vọt vào trong cơ thể, dĩ song có thể nhìn thấy ở đàm chiêu chiêu trên người mơ hồ hiện lên một vòng màu tím vần sáng. Nhưng mà, này quyển vần sáng rất nhanh sẽ phá nát, chút như ý sức mạnh bị phản vệ, ngã quỳ trên mặt đất phun ra một nguồn máu. Muốn mê hoặc một con quỷ, ha 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 ha, ha ngây thơ. Đàm chiêu chiêu tóc không gió tự khởi, sắc nhọn tiếng cười vang vọng ở toàn bộ trong thư viện. Tiếp theo ở đây ba cái ngoạn gia liền nhìn thấy nguyên bản trống rỗng đồ thư quán, trong nháy mắt nhét đầy người, những thứ này đều là trước ở phòng học học sinh, bao quát dĩ xong trước xá hữu lưu nhất liên bọn họ. Ta các bạn học, nhìn thấy ta bị bắt nạt, không đưa tay giúp đỡ, trái lại thờ ơ lạnh nhạt. Giáo viên của ta, nhìn thấy học sinh của chính mình bị thương tổn, đối mặt học sinh cầu viện trái lại đem đối phương giao cho thi bạo giả, còn tiếp nhận rồi tiền tài hối lộ đem nước bẩn dội ở trên người ta ta bằng hữu tốt nhất, thi bạo giả nhẹ nhàng một câu nói, liền cam nguyện làm vi trợ thủ của bọn họ đối với ta bỏ đá xuống giếng. Thầm mến ta người, bởi vì một cái lời đồn liền cho rằng ta là dâm, hoa đảng, phụ, còn ý đồ ép buộc ta. Ha 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 ninh hạ muốn chết, trương tử tuấn muốn chết, chu lão sư muốn chết, vu hiểu hiểu cũng phải chết. Liền ngay cả những kia đã từng thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ một cái đều trốn không thoát đàm chiêu chiêu oán khí hóa thành khói đen điên cuồng từ thân thể nàng trung nhô ra, mà chu vi tụ tập cùng nhau bọn học sinh cũng hướng về ba người mảnh vô tới, chút như ý mau mau che chở đồng kỳ liều mạng né tránh sự công kích của bọn họ. Dĩ song khoảng cách đàm chiêu chiêu gần nhất, nàng oán khí bay thẳng đến trước dĩ song vô tới, thế nhưng rất nhanh, đàm chiêu chiêu liền sửng sốt. Nàng oán khí, trực tiếp xuyên thấu dĩ song thân thể, không có một chút xíu công kích hiệu quả. Ngươi Đàm Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới trước đang đối kháng với Chu lão sư thời điểm, Dĩ Song bày ra không phải người sức mạnh, thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả quỷ oán khí đều có thể miễn dịch sao? Ngươi đến cùng là cái gì? Đàm Chiêu Chiêu không phải là không có thấy qua nhân loại dị năng, thế giới này đã tới vài bác khác thường có thể nhân loại, nhưng đều chết vào oán khí của nàng bên dưới. Ta là cha ngươi. Dĩ Song chỉ cảm thấy ở oán khí bao phủ xuống một trận mắt lạnh không chỉ có không có bất kỳ khó chịu nào cảm, trái lại cảm thấy này cổ oán khí ăn rất ngon. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra tại sao mình sẽ như vậy nghĩ. Nàng nhìn thấy chút như ý mang theo đồng kỳ khó khăn ở tách ra bọn học sinh công kích, nhưng coi như như vậy, bọn họ trên người cũng từ từ xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu, thời gian không thể mang xuống. Nàng đưa tay ra, trực tiếp bóp lấy đàm chiêu chiêu cái cổ đàm chiêu chiêu lúc này là quỷ thể, cũng không cần hô hấp, nàng vừa định cười nhạo dĩ xong hai câu thời điểm, nàng đầu liền bị dĩ xong dùng sức tạp ở trên sàn nhà. Hoành hoành hoành. Một hồi không được vậy thì lại thêm mấy lần, ở dĩ xong sức mạnh bên dưới, đàm chiêu chiêu quỷ thể có thực thể, đồ thư quán trên sàn nhà cũng bị đập ra một đạo khanh. Nếu không thế giết chết ngươi, không liên quan, ta thử có thể hay không tạp ngất ngươi, ngược lại ngươi nên cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi đúng không dĩ song nói mà không có biểu cảm gì ra câu này để đàm chiêu chiêu cực kỳ hoang mang nàng không biết tại sao mình hư vô quỷ thể ở dĩ song trên tay hội thực thể hóa thế nhưng hiện tại nàng có thể cảm giác được đầu của chính mình bị tạp đắt đau đớn có chút ngất còn có chút tưởng thổ thoát ly rất lâu đàm chiêu chiêu đã rất lâu không có cái cảm giác này nàng muốn dùng oán khí cuốn lấy dĩ song nhưng là nàng đen thùi lùi oán khí ở trong lúc vô tình bị dĩ xong hấp thu hơn nữa, được oán khí thoải mái dĩ xong, cảm giác mình càng ngày càng tinh thần sung mãn, hạ thủ thì càng nặng. Cuối cùng, Đàm Chiêu Chiêu thật sự hôn mê bất tỉnh, mất đi sức mạnh chống đỡ bọn học sinh cũng biến mất không còn tâm hơi, chút như ý cùng đồng kỳ cũng rốt cục thở vào nhẹ nhõm co quắp ngã trên mặt đất, hai người toàn thân đều là tinh tế nho nhỏ vết máu, đều sắp biến thành một người toàn máu đồng kỳ đã không thể động đậy, liền ngay cả những học sinh kia môn tại sao biến mất cũng không cố lên, hắn hiện tại có chút mất máu quá nhiều, nằm trên đất hơi đắc thở hỗn hển. Một bên khác chút như ý còn có chút khí lực dập đầu một bình hồng bình, miễn cưỡng trạm lên, chậm rãi đi tới dĩ song bên người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nàng vừa thật sự cho rằng lần này cần toàn quân bị diệt, không nghĩ tới sim y một tân nhân ngoạn gia lại mạnh như vậy. Ngươi, sức mạnh đến cùng là cái gì? Chúc như ý không có hỏi lên, nàng chỉ là nhìn quanh bốn phía một cái, móc ra một cây tiểu đao, chém đứt quấn vào trên cây cột dây thừng, điếu trên không trung ninh hạ bị buông ra. Hiện tại phải làm sao? Chúc như ý hướng về dĩ song hỏi, dĩ song dùng ngón tay chỉ chỉ mình, kinh ngạc chúc như ý lại là hỏi mình chủ ý. Đối phương gật gù, nói. Là ngươi đã cứu chúng ta, vì thế ngươi làm quyết định đi. Chúc như ý buông ra ninh hạ sợi dây trên người, Thăm dò một hồi hơi thở, Ninh Hạ còn sống sót, tiếp theo nàng cũng thăm dò một hồi vu hiểu hiểu cùng chu lão sư, chỉ có vu hiểu hiểu còn sống sót. Dĩ song nhìn toàn bộ quỷ đầu bị đập vào sàn nhà trung đàm chiêu chiêu, thở dài một hơi, thử một chút xem, có thể hay không báo cảnh sát đi. Chút như ý giật mình nhìn dĩ song, nhưng nàng tịnh không hề nói gì, tìm kiếm một lần sau, nàng ở đồ thư quán mượn sách nơi tìm một cú điện thoại, thử bắt đánh một cái 110. Đô. 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 Vi Nhĩ Hảo, nơi này là đồn công an. Điện thoại chuyển được. Chương 10. Khải Minh Trung học xong. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dĩ song không biết cái này phó bản thế giới có hay không cảnh sát, xảy ra chuyện như vậy lấy bạo chế bạo tuy rằng có thể được nhất thời thoải mái, nhưng chung quy không phải kế lâu dài, có vài thứ nàng vẫn là tưởng thử một lần. Rất nhanh, chút như ý sẽ trở lại, đồng thời cũng mang đến một tin tức tốt. Cảnh sát mau tới. Dĩ xong cái này phương thức xử lý là nàng chưa từng thấy, nhưng một cách lạ kỳ thành công. Dĩ xong nhìn nói vỡ tường đổ hiện trường, nàng ngồi ở đàm chiêu chiêu bên người, đem nàng đầu từ sàn nhà bên trong lôi đi ra, nắm lấy bờ vai của nàng mạnh mẽ lắc tỉnh. Chút như ý khóe miệng co giật mà nhìn trước mắt này một màn, cảm thấy có là lạ ở chỗ nào đàm chiêu chiêu bị như vậy dằn vặt dưới lại tỉnh lại nhìn thấy trước mắt ác ma nhất dạng mặt đàm chiêu chiêu cố nén lùi về sau ý nghĩ tỏa ra oán khí lớn tiếng vấn đạo ngươi muốn làm gì ta báo cảnh sát dĩ xong cười sờ sờ đàm chiêu chiêu tóc tuy rằng đàm chiêu chiêu đã đã biến thành ác quỷ thế nhưng tóc mò lên nhưng giống nhân loại nhất dạng thuận hoạt bắt nạt ngươi người sẽ không có kết quả tốt nếu như ta là ngươi ta hội tưởng ảo cảnh trung làm như vậy ta sẽ không bé ngoan bị bọn họ bắt nạt như vậy, dù cho lão sư là tên xấu xa, ta cũng sẽ tìm kiếm những khác trợ giúp. Ngươi chết rồi, sẽ chỉ làm những kia bắt nạt ngươi người càng thêm đắc ý. Đàm chiêu chiêu cuối cùng cái kia ảo cảnh, dĩ song đã đưa ra một cái khác kết quả hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, để một kẻ cặn bã bại hoại ở trong ngục sống quá thời gian dài dằn dặc, coi như ra tù, nàng trên người vẫn như cũ rửa không sạch đã từng phạm vào tội lỗi, trừ phi chân tâm ăn năn. Để một cái hai tay nhiễm quá tội ác người chân tâm ăn năn, không đã là đối với nàng to lớn nhất trừng phạt sao? Nàng cả đời đều không thể tiêu tan tha thứ mình. Đàm chiêu chiêu phục trên đất, nghe dĩ song chậm rãi bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, mãi đến tận bên trong từ từ lẫn lộn trước một tia khóc nức nở. Cảnh sát đến rồi, bọn họ mở ra đồ thư quán thời điểm, bên trong chất đầy học sinh hài cốt đẩy ra tận cùng bên trong cánh cửa kia thời điểm, bên trong hai cái chỉ còn dư lại yếu ớt hô hấp học sinh, còn có hai cổ đã hóa thành bạch cốt thi thể. Mà dĩ xong ba người bọn họ, ly mở ra đồ thư quán, tìm một chỗ yên tĩnh đợi được phó bản truyền tống. "Ta là căn bản không nghĩ tới lại hội có báo cảnh sát cái phương pháp này." Chút Như ý ngồi ở trên cỏ, nhìn phía xa không ngừng vận chuyển trước thi thể cảnh sát, người là nghĩ như thế nào đến? dĩ xong là nghĩ như thế nào đến nàng ở ảo cảnh trung lão sư nếu có thể báo cảnh sát gọi xe cứu thương nàng chỉ có điều ở phó bản bên trong cũng thử một lần thôi phó bản qua cửa yêu cầu là tiêu trừ đàm chiêu chiêu oán khí thế nhưng coi như nàng giết tất cả mọi người oán khí của nàng đều sẽ không tiêu trừ chỉ có làm cho nàng biết mình muốn học phản kháng cùng với trả lại nàng một cái chân chính công đạo nàng oán khí mới hội từ toàn bộ trong trường học biến mất phó bản đến đây là kết thúc hắc ám mông ở dĩ sông tầm mắt, ở trong bóng tối, nàng nghe được không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh. Thiếu niên chi tâm nguyên vi xích tử chi tâm, lại bị đố kỵ che đậy, vu hại bá lăng hắn chí tử, nhập bạc thiệt địa ngục, thụ 500 niên. Ken, chúc mừng ngoạn gia qua cửa phó bản, lần này phó bản ngài bình cấp VS, thu được điểm 5.000, thức tỉnh năng lực xuất linh, trò chơi thương trường đã mở khải, thỉnh ngoạn gia tự mình xem nước qua. Tầng tiếp theo phó bản mở ra cần chục điểm hai nghìn. Mở mắt ra, dĩ xong phát hiện mình đã trở lại nguyên lai like trên đường nhỏ, bên cạnh đèn đường vừa vặn chiếu ở trên người nàng, làm người có loại hoảng hốt cảm, phản phất trước trải qua hết thảy đều như là một giấc mộng. Nàng chậm rãi đi trở về ký túc xá, vừa tẩu biên đem trò chơi bản điều đi ra, quả nhiên tất cả đều là thật sự. Nàng nhìn thấy năng lực của chính mình một cột mặt trên do nguyên lai like xuất quỷ đã thay đổi vi xuất linh nàng không biết năng lực lại còn có thể trên đường thay đổi, dĩ song đem ánh mắt nhìn về phía chủng tộc một cột, quả nhiên vẫn là ba cái dấu chấm hỏi. Vì thế mình thật sự không phải là loài người sao? Không không không. Dĩ song lắc đầu một cái, mình sống 20 niên, làm sao có khả năng không phải là loài người đâu? Khẳng định là bản xuất hiện bút. Liền như vậy, nàng đem bản nghi ngờ dằn xuống đáy lòng, đi trở về trường học trong túc xá. Đây là một bốn người ký túc xá, chỉ có điều có hai cái xá hữu ra ngoài chơi không dự định trở về, còn lại cái kia cũng đã ngủ đi, dĩ song không thể làm gì khác hơn là thả nhẹ bước tiến của chính mình, để tránh khỏi xảo đến đối phương. Ngày thứ hai, dĩ song chậm rãi từ trên giường tỉnh lại, ký túc xá lại chỉ còn dư lại nàng một người, nàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. Đột nhiên, điện thoại di động bắn ra một cái tin tức. 20 trung học kinh hiện một bộ hài cốt, nghi tự chịu đến trường học bá lăng tự sát thân vong. Dĩ song nhìn thấy tiêu đề thời điểm trong lòng cả kinh, vội vã điểm đi vào vừa nhìn. Trong tin tức nói cảnh sát đột nhiên ở đồ thư quán phát hiện một bộ đã hóa thành bạch cốt thi thể, trải qua kiểm nghiệm phát hiện là hai năm trước tự sát thân vong học sinh nữ cấp 3, căn cứ chu vi đồng học lão sư lời giải thích, nữ tử này chịu đựng trường kỳ trường học bá lăng, cuối cùng không chịu được mới tự sát mà bá lăng nàng người, ngoại trừ hiện nay đã ba nữ một nam ở ngoài, còn có nguyên lai chủ nhiệm lớp cùng với người bị hại đã từng bằng hữu tốt nhất. Cái tin tức này một chỗ, bình luận khu tiếng mắng một mảnh, có nói học sinh tuổi còn trẻ tâm tư nhưng rất ác độc, có nói lão sư không chịu trách nhiệm, cũng có đang dễu cợt cái kia cái gọi là bằng hữu tốt nhất. Những tin tức này không thể nghi ngờ cùng dĩ song trải qua phó bản độ cao tương tự làm nàng không thể không hoài nghi đây là không phải một cái hiện thực hình chiếu, không phải vậy vì sao tương tự chỗ nhiều như vậy. Nhưng coi như dĩ song hoài nghi, cũng không có một người có thể xuất hiện trả lời nàng nghi vấn. Ở trên mặt bản, có một cái ba ngày đếm ngược, lúc này nói rõ dĩ song lần sau phó bản sẽ ở sau ba ngày mở ra, mở ra còn có thể khấu trừ 2.000 điểm. Nói đến điểm, dĩ song nghĩ đến ngày hôm qua vừa mở ra trò chơi thương thành, nàng ở phó bản bên trong từng thấy chút như ý mang ra đến đúng lúc mấy cái hồng chiếc lọ, một cái hồng chiếc lọ xuống, nàng thương thế hầu như là tốt rồi toàn. Mở ra thương thành, dĩ song bị bên trong phức tạp nhiều dạng thương phẩm kinh ngạc đến ngay người, không chỉ có trước gặp qua hồng lam chiếc lọ, còn có các loại tác dụng tiểu đạo cụ, liền ngay cả hồng chiếc lọ cũng chia ba loại, tiện nghi nhất 500 điểm, hồi huyết 20%. Trước ở phó bản bên trong nhìn thấy loại kia, là thuộc về loại thứ hai hồng chiếc lọ, 750 điểm hồi huyết 40%, cao nhất này một đương nhưng là hồi huyết 80%, thế nhưng cần 1.000 điểm. Dĩ song nghĩ đến mình ép đánh giá 5.000 điểm, có thể sử dụng cũng chỉ có điều là 3.000 điểm mà thôi, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là mua lại một bình xa hoa nhất hồng chiết lọ, dù sao vạn nhất thật xảy ra chuyện, cái này hồng chiết lọ thì tương đương với một cái mạng. Mua sau khi xong, nàng lại nhìn một chút còn lại đông tây, trong thương thành thấp nhất đạo cụ càng quý, đương nhiên tác dụng cũng càng lớn, có điều những này dĩ song tạm thời nên cũng không dùng được, liền không để ý đến. Dĩ song nằm ở trên giường, đem bản lăng qua lộn lại nhìn nhiều lần, nàng là ở không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị trò chơi chọn, tại sao mặt của mình bản nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bút. Nhưng rất nhanh, nàng liền không cần nghĩ, bạn bè cùng phòng đều trở về, còn gọi nàng mau mau xuống giường cùng đi ăn lẩu trong túc xá bốn cái nữ hài tử, dĩ song đến từ yêu đều, còn lại ba cái xá hữu đều là xuyên thị người địa phương, ba người mang theo một cái đem dĩ song từ trên giường kéo xuống, còn hưng phấn giúp đỡ nàng hóa trang. Dĩ song bị xá hữu đột nhiên xuất hiện nhiệt tình cùng nhanh chóng tiết tấu đánh mông, mãi đến tận nàng ra ngoài, đều còn không biết tại sao ngày hôm nay các nàng ba cái hội hưng phấn như thế. Sau đó đến hỏa oa điếm, nhìn đối diện cũng tương tự là một cái ký túc xá bốn cái nam hài tử, nàng rốt cục đã hiểu, chẳng trách muốn gọi mình hóa trang, nguyên lai like có soái ca. Hỏa hồng đáy nồi bốc lên ùng ụt ùng ụt âm thanh, cây độc mùi vị xông thẳng nhân trong lỗ mũi, dĩ xong theo bản năng mà nuốt một cái ít hầu, nàng đói bụng. Nga tràng, việt huyết, mau đổ, hoàng hầu, tiểu tô thịt, trở lại mấy đại bàn phì ngư dê béo. Vào nồi năng thục sau trám một trám do rau thơm toán dông dầu vừng dầu vừng tiểu mễ tiêu dảo thành du đĩa, một ngụm lớn thịt xuống, dĩ song chỉ giác đất mình giờ khắc này đã chiếm được thăng hoa. Ăn uống no đủ sau, bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phím tiêu cơm, trò chuyện trò chuyện liền nói đạo 20 trung học cái này tin tức. Dĩ song bản đối với bọn họ nói chuyện tịnh không thương tâm, thế nhưng vừa nghe đến chuyện này, không khỏi liền vĩnh tay lên đến rồi. Có người nói a, à, người lão sư kia cũng là muốn ép buộc kia nữ hài tử, cho nên lúc ban đầu nữ sinh nhảy lầu thời điểm, lão sư còn giúp trước che lấp chân tướng đối diện nam sinh nói tới người lão sư này thời điểm, một mặt xem thường. Thật là một súc sinh, khi nữ hài mới bao lớn A, à, 16 tuổi đây. Làm sao liền? Ai? Cho nên nói hiện tại vị thành niên khả không được, hạ thủ so với người trưởng thành ngoan hơn nhiều, còn ý vào người chưa thành niên bảo vệ Pháp sẽ không tiến vào đi ngồi tù giàu giặc đắc ý ni. Người chưa thành niên bảo vệ Pháp. Là người chưa thành niên phạm tội bảo vệ Pháp đi, ta hy vọng quốc gia có thể hảo hảo ra sân khấu một cái nhằm vào người chưa thành niên phạm tội pháp luật, không tới 18 tuổi không phải bọn họ phạm tội quyền được miễn. Dĩ song uống một hớp trà, nàng nhớ tới đàm chiêu chiêu ở phó bản cuối cùng lên tiếng khóc lớn, đó là uất ức trong hai năm hết thảy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mấy người ăn xong đi dạo xong, lại cặp tay chậm rãi nâng một chén trà sữa đi trở về ký túc xá, ngồi ở ký túc xá trên ghế, dĩ song lần thứ hai mở ra trước cái kia tin tức bình luận khu dưới đấy đã có không ít nhân ở hô hào quốc gia muốn nhằm vào trường học bá lăng cùng vị thành niên phạm tội lấy biện pháp tương ứng. Tuổi còn nhỏ không phải phạm pháp lý do, tương tự cũng không phải chạy trốn trách nhiệm lý do. Rất nhanh ba ngày liền quá khứ, đến lần thứ hai tiến vào phó bản thời điểm, dĩ song nằm ở trên giường, lúc này là buổi tối 11 giờ rưỡi, nàng hy vọng mình có thể còn sống trở về. Đác! Đác! Đác tầng thứ hai phó bản đã mở khải, khấu trừ điểm 2000. Hệ thống âm thanh ở dĩ sông trong đầu lại vang lên, hắc ám vọt tới, che đậy nàng hết thảy cảm tri. Chờ hắc ám ly khai, nàng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là nằm trên đất, dĩ sông mau mau ngồi dậy đến, trên đất ngoại trừ nàng ở ngoài lại có 7 người, lần này so với lần trước phó bản nhân số muốn càng hơn nhiều. Đồng dạng ánh đèn lờ mờ, một đạo cửa đá xuất hiện ở dĩ sông trước mắt, nàng nhìn kỹ một chút, không phát hiện cánh cửa này cùng thượng một đạo phó bản môn khác nhau ở chỗ nào, lẽ nào đều là cùng một cánh cửa. Không chờ nàng nghĩ quá nhiều, nằm trên đất ngoạn gia lục lục tự tục đều ngồi dậy đến rồi, hiện nay tổng cộng 8 cái ngoạn gia, tứ nam tứ nữ, đứng dĩ song người gần nhất ngoạn gia là một cái nam sinh, hắn khắp khuôn mặt là kỳ quái phù văn. Dĩ song nhìn hắn hai mắt, hiếu kỳ trên người đối phương phù văn đến cùng là cái gì, đối phương cũng chú ý tới dĩ song ánh mắt, quay đầu nhìn lại, còn quay về dĩ song mỉm cười gật gù. Mọi người đơn giản giới thiệu một chút tên của chính mình sau, phát hiện lần này lại không có người mới, ít nhất cũng trải qua một hồi phó bản. Mấy người giới thiệu qua đi, liền hợp lực đẩy ra phó bản cửa lớn, ở bên trong cửa bạch quan trung, mọi người tiến vào phó bản thế giới.